Hello mấy chị, mấy chị thấy em không? Sao đầm nha, lấy đầm lấy gì biết bảo nè, tôi có nguyên một lô quần à. Ủa quần trắng, quần trắng nó quần đồ quần dài hai ba loại mà nào nè. Mấy bà thấy em không? Hello cưng. Hello cưng. Ủa mấy bộ 59 đầu like tôi bán 59 ngàn mấy bà này, không thấy bà sao tên ta. Chấm bà chia sẻ giùm chị cái quần về nha mấy bà. Quần này là quần mới có nguyên riêng mà. Quần này quần xịn lắm mấy bà ơi. Cái hàng thiệt mấy bà. Cái đà cái quần này bà ra ngoài chắc mua 150-180 quá. 150-180 quá. Size gì đi trời. Hàng xịn nhìn cái size cũng không thấy đường luôn mấy bà. Má không biết xe gì luôn á mấy bà ơi. Sai gì mà ngộ vậy trời. Tôi nhìn tôi không biết cái xe gì luôn á. Nhìn không biết cái quần xe gì luôn. Trời ơi là trời. Ngồi tôi nhìn cái khác thử coi. Quần không biết cái xe quỷ gì nữa. Cái này gì xe 32 tao trời để u vậy mấy bà ơi, thiệt tình luôn á. Cái gì á, tôi không biết cái gì luôn nha, nó để em cái gì á. Để chữ N luôn, để chữ N, xếp để chữ N cho em nè. Ngoài vô đi. Không biết sai, quần sảnh không biết sai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ủa chiều có hai cục đậm đây ta, dục mấy cục đậm coi nha. Hoa vàng, hoa bơ, kìa hoa đen, rất là đậm á, dục qua đây. À này size 29 nè mấy bà. Quần cũng đẹp nè. Giờ để tôi lên mấy bộ trước cho mấy bà đi nha. Để tôi lên bộ trước đi. Lên bộ rồi chiều 2 đầu like đó. Mấy bộ đầu like mà hàng mà cửa ổng chị bán tương là 75 ngàn. Chị xả còn có 59 ngàn đầu like thôi. Chia sẻ giùm chị. Đem mấy bộ này bán 59 ngàn nè. Xong rồi đại sĩ chị lên chị like đầm hoa. Đầm hoa rất là nhiều màu nha. À, này có áo thun boris. Form rộng, áo thun form rộng nhóc. Áo thun rộng nào không có chưa. Nhưng mà để chị like mấy cái bộ này cho 59 ngàn câu like trước đi đã. Cái lô này chị bán 75 ngàn.
Còn mấy bộ này chị bán cho mấy cưng là 59 ngàn, chia sẻ giùm chị đó. Ngon ha. Quá thun gì một đống đó vậy trời. Xếp như like để gì đi. Trời đất ơi. Đầm hoa tôi vừa không. Có cái bỏ qua đi má. Để hồi tôi đo cái eo coi. Cái bộ này chị xả mấy cưng là đầu lai là 59 ngàn cho chị. À lấy hoa vàng, chút hoa vàng chị 59 ngàn. Hoa vàng 59 ngàn dùm chị nha. Hoa vàng nè, cái này là form 63, cao cao có thể 65 kg dùm chị luôn. Ai lấy hoa vàng, chút hoa vàng cho chị là 59 ngàn. Hoa vàng, hoa vàng và nó sẽ có hoa đỏ nha. Hoa đỏ cho chị luôn. Cái lô này rất là đẹp luôn nha. Bà nào hốt với bà nào mua là 75 ngàn mà đúng không? 75 ngàn chứ không có 59 ngàn đâu. Hoa vàng và hoa đỏ cho chị luôn. Xích đỏ luôn, có hai bộ cũng xả 59 ngàn cho mấy bà luôn. À, đồ đặt đi chưa chị Nguyễn Thủy hả? Điện thoại chưa mấy bà? Điện thoại rồi đi rồi. Điện thoại rồi là đi rồi nha. Hoa vàng, hoa đỏ và xích đỏ mấy chị nha, 59 ngàn. Đây, bà nào lấy thì hốt, mà không lấy thì ấy luôn. Rồi, xích đỏ cho Rosie Quyên. Xích đỏ cho Rosie Quyên. Hoa đỏ đẹp mà. Xích đỏ chỉ có 2 bộ. Xích đỏ chỉ có 2 bộ nha, không có ai bán bộ này 59 ngàn đâu mấy bà. Thiệt. Câu like, câu view cũng là chơi chứ. Xích đỏ chỉ còn bộ nữa nè. À, lấy xích đỏ chút xích đỏ. Xích đỏ. Thơm đỏ luôn, à, lấy thơm đỏ, thơm đỏ luôn cho chị luôn. Thơm đỏ này bữa hổm là 75 ngàn nha. Xả mấy cưng luôn là 65 ngàn có thơm đỏ. Cái thơm đỏ này là hàng này, form là cũng là 60-62 kg cho chị luôn. À, à lấy thơm đỏ, xích đỏ 59 ngàn cho bà Đương. Hoa vàng đẹp kìa mấy bà. Rồi, có thơm đỏ là 65. Thơm đỏ em còn 4 trái luôn. À lấy thơm thì chốt thơm. Ngoài thơm là em có kem, có nâu, có các kiểu gà điểu nha. Ai lấy thơm, ê, à, Quyên, hôm nay á, mấy cái bộ mango chính tất á, đẹp không? Đẹp không luôn. Thấy tú rồi ta, thấy đeo đỏ chị xả cho 55 còn à. Cái đeo đỏ là form 65-67 kg chị xả cho mấy cưng luôn là 55 ngàn nha. Đeo đỏ 55. Ai mua lô này rồi biết là bếp rồi, giải là không có xấu đâu. Nhưng mà nó rớt thì màu đỏ không, chị xả cho 55 nha. Đeo đỏ nha, 65 kg là Vivu xả cho 55. Còn set sơ mi không chị? Mày nhận chưa, set sơ mi như hết trơn rồi. Không, nhưng mà có ai đặt chị lấy cho. Sơ mi quần đùi phải không Quyên? Đeo đỏ 55 cho Quyên nè. Ai lấy đeo đỏ, chút đeo đỏ cho chị đi. Lên làm hoa chị lên cho. Đeo đỏ cho Rosie Quyên. Lên làm hoa chị lên cho. Không thôi là lên cái mango chính tắc mà đẹp lắm luôn nè. Ê, cái lô đó nó đẹp. Cái lô đó hàng nghiêm mấy bà ơi. Giải rất là dày. Dặn đi chị kêu bà gỡ lên cho 20 gì đó. Rồi chút chị là vàng. Ai lấy vàng, chút vàng cho chị đẹp dã man luôn, quần dài nha. 85 ngàn cái này mango mẫu mới nè. Nhưng mà là quần dài. Đứa nào lên kiếm chính tắc thì nó không có, nhưng mà quần dài. À rồi, cưng lấy dây 40 ngàn không? Dục dây vàng với dây xanh biển ra. Rồi cái này là vàng mango cho chị luôn. Ai lấy vàng, chút vàng cho chị nha. Cái đó là 85-95, cái này là hình mới chứ mới lấy về. Xích đỏ luôn nè. Đó, form này form 60 kg đổ lại cho chị thôi. Nhưng mà cái này là mango. Mango nhưng mà cái lô này chị mới lấy về, cho nên là có hoa lạ không, có bi vàng á, là quần dài. Còn cái xịt đỏ này á, cái xịt đỏ này là quần chính tắc nha. Vàng 85-95, xích đỏ và xích nâu 60 kg đổ lại cho chị. Ôi bữa nay toàn là hình đẹp mà kiểu nó cũng mới đó mấy bà ơi. Hình đẹp mà cũng kiểu mới cho chị luôn nha. 85-95. Ê cái bộ này bữa hổm tôi nhớ xỉ 50 không? Này còn có 40-45 thôi à. Nhưng mà lô này hơi đẹp. Lô này hơi đẹp. Cái bộ nó dễ dày ghê mấy bà. Cái bộ sơ mi á dễ rất là dày. Dễ rất là dày. Có hoa đỏ này form 60 kg quay đầu chị là 40 ngàn. Mấy bà lẻ bán mà rẻ mấy bà là 45 ngàn cho chị luôn. Hoa đỏ nè. Ai lấy hoa đỏ, chút hoa đỏ cho chị nè. Đó. Hoa đỏ, ai lấy hoa đỏ, chút hoa đỏ nha. Hoa đỏ chị sẽ có hồng, mà lấy hồng chút hồng. Cái lô này nó rẻ lắm mấy bà ơi. Rất là rẻ luôn. Chia sẻ giùm chị với mấy cưng. Ai chốt mấy bà ơi. Ai lấy hồng chốt hồng đi. Ai lấy hồng chốt hồng á chị. Hoa đỏ cho Quỳnh Kiều 45. Ai lấy hồng chốt hồng chị 45 luôn. Xỉ 40. Rồi hoa vàng cho chị luôn. Ai lấy vàng chốt vàng.
40 lẻ 45 ngàn lụa đẹp nha mấy bà. Mà nào mua bộ lụa này rồi mấy bà biết nè, sỉ nên sỉ 50 lẻ 60 ngàn bạc. Nhưng mà đợt này nó ế quá nó xả đó. Hồng cho Quỳnh Kiều, hồng cho Quỳnh Kiều 45. Rồi ai lấy chốt chung chị luôn. Hoa vàng chưa? Hoa vàng nha, nó có màu bơ, gãi lấy bơ chút bơ. Xanh biển cho chị luôn nè, xanh biển cho chị luôn. Vàng cho Hình Kiều luôn, 45 ngàn thiệt á. Bộ 45 ngàn thì mặc xỉu luôn mấy bà, nó đẹp lắm. Giải rất là đẹp luôn, rất là mềm, rất là mịn nha. 60kg cho chị luôn. Trời ơi cái lô này nó ngon lắm mấy bà ơi. Giải đẹp. Mấy bà đừng nghe 45 ngàn mà tưởng đồ bở nha, không có bở đâu. Ế quá xả thôi. Rồi còn cục bơ cho lưng mình kìa nha, bơ với sọc. Rồi bộ sọc cục sọc còn có sọc nữa không? Dầu bơ luôn, lấy bơ chút bơ. Bộ này 40 lẻ 45 ngàn, 63kg mặt không vừa mấy bà. 60kg quay đầu thôi, 60kg quay đầu thôi. Lụa rất là đẹp, rất là mềm tay, cầm bộ đồ về siêu siêu xỉu xỉu luôn. Có 45 ngàn mấy bà ơi, sỉ 40. Rồi bơ cho chị Ngọc Duy. Chị Duy ơi bà hốt mẹ 3-4-5 bộ bà mặc đây về 6 chả. Trời ơi trời, Linh Hà 4 bộ 4 màu. Em thiệt bà nào hút cái bộ này về 6 chả em nha. Cầm về gờ vô cái giải nó 6 chả là ế quá. Tương tác mấy bà chơi chứ. Rồi bơ 45 nghìn. Trời ơi bộ đồ 45 ngàn thôi, bộ đồ em bé luôn á. Lụa đẹp nha, lụa đẹp hơn lụa hàng luôn. À bữa hổm em có 5 bộ không? Có chứ. Rồi vậy cho chị Duy 4 bộ đi. Hồi nãy chị Duy coi Duy Duy có màu gì rồi, màu bơ rồi đúng không? Rồi bà cho bà mấy màu khác đi, cái sọc cũng đẹp mấy bà ơi. À cho cái cục tôm sập thôi nha, cục tôm sập này là hàng 55 đẹp luôn mấy chị, xịn hơn ton rất là nhiều, hàng xuất khẩu luôn nè mấy bà, hàng xuất khẩu nhưng mà có một màu nè. Sập cho bà Quỳnh Kiều 45 ngàn, cầm đi đi xỉu mấy chị ơi. Có dập đi 70kg về chưa không? Chị nào mua cái bộ này rồi thấy nó đẹp không? Vải nha, nhìn cái sớ vải nè, hàng xuất khẩu mấy chị, nhìn cái tem nè, có 55 ngàn thôi, sỉ 50. Mấy bà nhìn cái tem bên trong mấy bà biết hàng hàng bà cố nội rồi. Thấy không? Mấy chị thấy cái hàng không? Có 50 ngàn, 55 ngàn, lẻ sỉ 50 ngàn. Là do mấy chị biết không? 100 bộ mà nó có một sọc một thôi. Cho nên là người ta sell nha. Mấy bà hốt về cho em cái lưng quần thôi mà bà biết ăn tiền rồi. Có 50 ngàn, lẻ 55 ngàn. Xíu chị lên cho. Sọc, ai lấy sọc chốt sọc cho em mấy chị. 50 lẻ 55 ngàn. Quá trời, quá đất rẻ bộ đồ mấy bà ơi. Quá trời, rẻ luôn. Trời ơi, lô thấy túi này hàng bơm. Bà gì mới bơm ra đây nè, cái lô tôi xả hết mẹ rồi. Rồi bán với bà chữ trắng là 80 ngàn cho em nha. Chữ trắng 80 ngàn. Có chứ, hồi chị lên chứ. Trời ơi, bộ sọc đẹp lắm mấy chị cầm giải coi. Trời ơi, sọc nhất cái nách luôn. Quyên mà đừng ra giờ lấy mà một bộ quyên vậy đó thiệt luôn á. Đừng giờ lấy một bộ, xanh biển hay lai chị vậy nha. Em sọc hồng, cho Mỹ Trinh 40 ngàn. Rồi chúc chị là trắng xả 80. Trắng xả 80 nha. Chữ trắng cho Rosie White 80. Hai bộ nè. Rồi, ai trắng chốt trắng vô Rosie White nè. Anh chị xả 80 lẻ 85 luôn à. Ủa bà thôi bấm cái kim cục bơm rồi ta. À, chữ cho Thịnh Phúc, mày Thịnh Phúc mày có nhiều mà đừng lấy nữa Phúc ơi. Trắng nè, trắng form 65 cái vừa xả 80 lẻ 85 luôn. 80 lẻ 85 hôm nay tôi lên đầm hoa cái bà nha. Ê. Quần u mì chị về lại rồi, hôm nào hôm nay ai nợ phim đại ta. Chạy nợ con. Ủa mấy bà này tách quần cho ta. Mấy bà nó tách quần chưa trời. Ghi Út ghi cho con gì quên nè. Con gì quên mẹ nó rồi ta, cà chua. Cà chua mà kim ngọt 120. Ê quần le u mì chị đang nợ ai? Rồi trắng với chị luôn. À lấy đi chị đẹp mà, rồi lấy cho mẹ luôn. Cà chua 120. À có quần le còn nợ ai không? À có quần le còn nãy không? Cái này là quần le là phơm đại là 120 một ri, còn phơm thường 115 một ri, mà cái riêng cái lô quần này bà nào mua về bà thấy ghiền, đẹp. Đẹp chưa từng thấy đẹp luôn. Chưa từng thấy đẹp luôn. À rồi tình hình là vậy nha, ai lấy thì chốt mà không lấy thì vậy đấy. Có hoa vàng là cũng là bon dập ly luôn cho chị, nhưng mà hồi xưa xả 65 ngàn, ai lấy hoa vàng chút hoa vàng luôn là phơm rất là to cái này. Bon này là mấy bà biết không, cần may hai lớp luôn là mấy bà biết nó đẹp. Là mấy bà biết là nó rất là dày rồi đó. Sơm 60-65kg vừa luôn. Hoa vàng chỉ xả 65 ngàn, sỉ lẻ cùng nhau. Ôi ôi lỗ tan nát luôn á. Hoa vàng nha, von dập ly. Không cần may hai lớp là bà biết là dày dày vậy, ok xả 65. Hoa vàng
Rồi hoa xanh lợt cho chị luôn, hoa rút tà leo me trả mấy bà 65 ngàn, lô xưa 85 ngàn lô con, để sợ mẹ nữa rồi. Rồi hoa hồng cho chị luôn nha, gạch xanh đen trả 65, hoa vàng cho tôi chiều quanh. Lấy chốt mà không lấy thì để luôn mấy chị nha. Bây giờ em la cái đầm cho mấy bà nha mấy bà. Sơ mi áo lẻ quần tộc lấy đủ hoa cho Thịnh Phúc 65 nghìn. Ủa Thịnh Phúc đi đơn đó chưa ta? Hoa hồng cho Tô Kiều Quanh. Hoa vàng, hoa hồng, hoa xanh đen được 2 cục đó mấy bà nè. Nhà nó còn được 2 cục mà ở đâu không biết đâu ra đó. Ai bơm đó, cái vợ này làm gì có này. Đầm hoa, đầm lụa nha, form rất là to mấy chị nha. Đây. Rồi cái eo này có đỡ như ta là 3 ít luôn á, 1 gang 2 gang, eo khoảng 85 nha mấy chị. Rồi ai lấy chút vô này, hoa kem, chút hoa kem này mấy, mà sau nó nhúng đằng trước nó nhúng mấy chị thấy không nè, đằng trước nhúng luôn. Ai lấy hoa kem, chút hoa kem này mấy, 85 lại 95 ngàn, tỷ 85 lại 95 ngàn. Ai lấy hoa kem, chút hoa kem eo 85 nha chị nha, bà này eo nhỏ nhỏ mới đừng có mặc, tại vì cái cục em đang la là hoa này là hoa đang là 3 ít nha, hoa kem vải lụa đẹp nhớ bà nha, như lụa mango cho em, như lụa mango cho em. Hoa kem em 65, eo là 85 ngàn đó, hoa kem. Ai đấy chốt giùm em là 85 là 95. Rồi hoa kem cho đôi siêu quen như lụa mango luôn á, hoa kem, hoa kem cổng này là chỉ có 2 ít là hoa hồng, lụa rất là đẹp. Mà được cái là form rất là to đó mấy bà, form rất là to luôn cho chị luôn. À, kỳ 9 hoa kem cho kỳ 9 eo 85 nha. Rồi cái này là hoa hồng 2 ít cho chị luôn, ai lấy 2 ít hoa hồng chị nè, form rất là dài rất là bự luôn. Ai lấy hoa hồng, chút hoa hồng chị 85 để 95, form nó rất là to nha. Rồi hoa hồng, ai lấy hoa hồng chút hoa vàng, ai lấy hoa vàng chút hoa vàng cho chị luôn, hoa vàng. Đây hoa vàng là eo 80 quay đầu. Rồi hoa vàng là eo 80 quay đầu cho chị 2 gang. Eo này là eo 2 gang, chị là eo 80 được cưng khoảng eo 76 thôi nha. Rồi hoa vàng cho chị luôn, hoa vàng nha, cổ tim đơn giản cho chị luôn nha, có nút ở giữa nè. Rồi hoa vàng, hãy lấy hoa vàng giúp, hoa vàng cho chị luôn 85 là 95. Rồi hoa vàng, ai lấy hoa vàng thì chốt hoa vàng, ai lấy hoa kem thì chốt hoa kem luôn. Ủa sao mấy bị vô vậy, bị đứng mạng hả mấy bà, tự nhiên đứng mạng vậy. Vàng cho Mỹ Trinh, vàng cho Mỹ Trinh. Rồi lấy kem, chút kem nha, ai lấy kem chút kem, form này form eo 80 nè. Đây rồi lấy kem chút kem, mà cái tay nè nó có cái nơ, nhìn kỹ mới thấy, không nhìn kỹ không thấy đâu. Rồi lấy kem chút kem, ai lấy kem chút kem cho chị luôn, kem kẽm kèm kem cho chị luôn, eo 80 quay đầu. Ai lấy kem chút kem chị 85 để 95 luôn. Ngoài kem là chị sẽ có là hoa đỏ luôn, hoa đỏ luôn nha. Cái lô này thôi đầu la mấy bà là không có mê á, không có mê ha. À chị lên xét cho cưng nha Quyên, Quyên còn chổng không, eo này chắc khoảng 76 thôi mấy bà ơi, 76 quay đầu hoa đỏ. Ai lấy hoa đỏ, chút hoa đỏ cho chị luôn, hoa đỏ chút hoa đỏ nha Quyên ơi. Chị like cái set lại cho cưng nè, cái set hôm qua cưng hỏi chị nè. Rồi kem, kem cho Mỹ Trinh. Cái set đỏ hôm qua cưng hỏi chị like lại cái set cho cưng nha. Đây cái set đỏ này là hàng 105 nè. Lô này bà khỏi chê rồi, cái lô này cưng khỏi chê. Hàng này là hàng là lạm nhật cho chị luôn, rất là xịn. Mấy cưng nhìn cái vải không, thấy cái vải không. Rồi đỏ cho chị, cái đỏ này là 105 nhưng vải đẹp lắm. Cái này là hàng của Nhật cho nên là nó rất là mềm, mà vải nó bóng luôn, nó không có khô nha. Đỏ chị luôn 105 để 115. Ai lấy đỏ chút đỏ. Ngoài màu đỏ chị sẽ có màu bơ, vải xuất sắc, vải xuất sắc luôn. Này là màu bơ nè. Trời ơi cái vải không còn gì để nói, eo từ trên 80 cho mới rất là dễ bán luôn. Rồi lấy chút cho chị là màu bơ vải nè. Rồi ai lấy đỏ chút đỏ, ai lấy bơ chút bơ. Màu bơ chị sẽ có đỏ đô, vải đẹp lắm, quá trời quá chắc luôn. Đây đỏ đô, ấy đỏ đô, chút đỏ đô rất là đẹp luôn. Bơ cho Rosie Quyên. Rồi đỏ đô, đỏ đô chị sẽ có màu kem, màu kem.
quá trời. Cái xét này mấy cứ nhìn cái vải là mấy bà biết rồi, vải rất là mềm. Rồi lấy kem chút kem đổ đôi rơi siêu quay 1 để 5. À lấy kem chút kem, à kem cho Rosie White gì luôn, Rosie, con Rosie White, một con Rosie Queen. Rồi kem cho dâu tây lô này đẹp với dâu tây à, đỏ dục lại đỏ lại đi. Trời ơi màu xanh, cái lô này chỉ nói rồi, hàng này là hàng của Nhật cho nên là vải nó rất là mềm. Ai riêu chút riêu xanh gì kể mấy bà đi. Rồi ai xanh chút xanh, kem 1 để 5 bà ơi, hàng này hàng 1 để 5, hàng 95 xấu quá à. Đổ đô chị cho coi lại nè. Rồi kem cho Hồ Thiết Kiều, kem cho Hồ Thiết Kiều đổ đô chị, eo này eo 85 80 85 hết trơn, không có nhỏ đâu, xanh riêu cho ấy luôn 1 để 5. Lại chút chị đổ đô lại nè, có đổ đô nè, có đổ đô này đẹp không cưng đấy ta, dục cái màu cà bơ lại coi, dục lại coi. Rồi à, rồi ấy chút chị luôn. Rồi ai đã chốt cho chị là đây bơ, ai đã bơ chút bơ nè mấy chị ơi, nó đẹp mà đẹp dã man quá chứ không phải là hàng của Việt Nam đâu, nó khô gan khô gốc đâu nha. Rồi chút bơ, bơ là chị có 2 bơ, chị có 2 và có 2 cái đỏ à, bơ 2, bơ 2 và đỏ 2. Bơ cho chị Đặng Lê Thương 1 15, bơ cho dâu tây. Trời ơi lô này đẹp lắm cưng ơi, bơ có còn không ta. Rồi đỏ chút đỏ nè mấy bà, có đen nữa đó, bơ hết mẹ rồi, bơ hết trơn có còn đỏ thôi. Bà lấy đỏ chút đỏ không không đưa bơ cái lại đây. Rồi có 2 cái đỏ mẫu đó thôi nha mấy bà, bơ hết trơn không còn. Bơ này nè, bơ tim nè, bơ này đẹp nè, cái đó có màu đen nữa mà đi Mỹ rồi mấy má, đi Mỹ rồi. Rồi trước giùm em là màu bơ, bơ nhúng nè, giải thì xấu chả em. Trời ơi bơ nhúng 85 để chế quên, à 105 101 15, bơ nhúng ấy quên, bơ nhúng đúng rồi. Ai lấy bơ nhúng thì chút bơ nhúng mới kịp ha. Có đổ đô màu đó đẹp mà sao mấy cưng không lấy vậy, hay gì màu nhúng mà đổ đô mặc dễ màu bơ không có kén da luôn á mấy bà ơi. Trời ơi cái bà đổ đô vậy mà chê, thiệt tình, thiệt tình luôn. Á à, đù mẹ ơi, cái đầm rồi eo 85 90 đầm đen cho chị rồi, má giật ly các kiểu nha, đầm đen như chị luôn 85 là 95, tiện hốt đâu ngay cục đầm đen mà đầm đen thiệt á. Rồi đầm đen cho chị có 10 nè, đầm đen 85 là 95. Còn màu nào không anh, màu bò cho anh. Ờ đúng rồi xếp cho quen. Rồi ấy giúp giùm em đầm đen 85 là 95, eo 85 đó chị, đầm đen cho bà Kỳ Chính, đầm đen cho Rosie Quyên, đầm đen cho dâu tây. Ôi ơi cái xếp bò mấy bà ơi, nó bỏ có xếp bò này cho tôi 105 101 15. Ai lấy bò đen mấy cái cho ông Trinh. Rồi ai lấy bò chút bò chị nha, ai lấy bò chút bò 105 101 15. Xét bò hết, xét bò chút, xét bò cho chị, xét bò và chị sẽ xét vàng luôn. Hàng là giải cho nó là bao xịn luôn. Bơ nhúng cho Nguyễn Sương cái bơ nhúng hết rồi à, bơ nhúng có, xét bò có, cái gì cha, bò cho bà Thịnh, bò cho Trinh. Xếp bơ là cái xếp bơ nhúng là cái xếp kia nha. Rồi ai chốt giùm em màu vàng mấy chị, eo 85 mới vải nè, nhìn cái nhúng cái tạ nè. Rồi ai lấy vàng chút vàng cho em 105 101 15, vàng ai lấy vàng chút vàng cho em nha, vàng vàng. Rồi cái xếp này em còn xếp đỏ và xếp đen luôn, eo này eo cả trăm. Rồi ai lấy chốt giùm em màu vàng, ai lấy đỏ chút đỏ và ai lấy đen chút đen cho em luôn nha. Bơ nhúng cho bà Thanh Hà, bơ nhúng cho Thanh Hà, màu kem, mà lấy kem chút kem cho chị luôn, kem vét nè, lô này Thanh Hà lấy số điện thoại chị Hà ơi nè. Trời ơi mấy bà ơi, kem kem giùm em 105 101 15, đỏ với đen nhúng, đỏ với đen nhúng, à đỏ với đen, đỏ với đen này nè. Vàng cho Lý Bảo 105, kem cho Rosie White 105, kem cho dây tay nè, xanh, rồi xanh cho dâu tay luôn. Xanh đâu vậy, cái xanh nào vậy con mắng, chưa cái xanh là xanh này hả, nè xanh này phải không. Ôi cái lô này giải đẹp hơn đợt trước rất là nhiều, đợt trước của mình là giải này nhưng mà hàng của Việt Nam sớt khô, vải khô,
Sớ to vảy khô, còn cái này á hả, sớ nó mềm xèo. Xanh nè. Xanh đúng là ok chị nha. Xanh. Xanh xanh xanh. Ủa xanh nó còn con cái hả ta? Xanh còn 2. Đúng là ok giùm chị nha. Rồi xanh cho Mỹ Trinh, xanh cho Tâu Dây nha, lấy cái đó xanh đó nha tay dâu. À, hết xanh mẹ rồi, nó còn xanh khác nha bà. Rồi chị sẽ còn màu ghêu. Kiểu đó như là màu ghêu cho chị, bả nhất cái nách khỏi chê. Xét vàng cho hạnh phúc là em, ok cưng 115. Rồi lấy riêu chút riêu. Riêu chị còn 4. Riêu chị còn 4 nha. Riêu còn 4. Riêu còn 4 cho chị luôn. Riêu cho bà Thanh Hà. Thanh Hà lên số điện thoại cho chị. Riêu cho Trinh. Riêu cho Trinh. Rồi cái set kem mà lấy kem chút kem cho chị luôn. Eo 85 quay đầu không trên. Quá trời bộ đồ mấy bà thấy không. Nhìn cái bãi nó bóng luôn à. Rồi kem. Ngoài kem. Rồi chị sẽ có xanh ren. Ai lấy xanh ren giúp xanh ren chị luôn. Này đẹp lắm nha. Dâu tay. Nó tét cái mắt luôn. À dâu tay ơi, cưng có bán lụa lửng không? Lụa lửng mà hàng của Thanh Thảo kìa, có 55 ngàn kìa cưng. Rồi kem cho Hồ Ngọc Hà, ấy quên, kem cho con tay dâu. Rồi. Xanh ren, xanh ren. Ê chị có cam vét luôn. Ờ có lửng á cưng. Kem nhiêu cái vừa chị? Eo cưng 65 cái vừa đâu. Cái lửng của Thanh Thảo á, hốt ri hay ri về bán đi, hồi xưa 65 ngàn, hôm nay sale có bó của Thanh Thảo ra cho ri ri chân dâu tay coi. Hốt ri về đi có 55 ngàn để đẹp tét cái nách. Cam. À lấy cam chút cam đi chị. Cam cảm cam cam. Trời ơi mấy bà ơi. Ủa cái riêu này chị vẫn còn. Ê buộc cái lô nào đâu lô đó, buộc tà le hết trơn à. Cam cho Rosie Quyên. Buộc cái bóng bí đường buộc luôn nè. Nhìn nè cái mẫu này bấu cái gì. Vét này là vét 99 nha. Bò. Vét bò chị là phơm này phơm khoảng 55-57kg về cho chị thay vét bò. Vét nha, vét mà tay lỡ cho chị luôn nè, form này nhỏ đẹp. À, bẻ ra cổ mới đẹp chứ chị ơi, mấy cường không thấy đâu. Vét bò nó có 99 thôi. 109. Vét bò chị có 3. Vét bò chị có 3 nha. Vét bò có 3 luôn, đẹp muốn chết luôn mấy bà ơi. Rồi kem phối chị luôn, 105, 101, 115. Hàng Thanh Thảo đưa 2-3 cục ra đi. Kem phối chị luôn, 105, 101, 115. Cầm cái lô này về đi mấy cường mới thấy là nó đẹp cỡ nào. Rồi kem nơ đẹp hơn lô trước cho mình lấy rất là nhiều. Đợt trước toàn lá mai của Việt Nam mấy bà giải nó khô lắm, không có đẹp phần lô này đâu. Lô này được cái là form to mà vải xuất sắc luôn. Kem phối cho Nguyễn Sương. À, kem phối tôi còn ta. Cái kem này nha. Cái kem này nghe Rosie Quyên. Ê màu màu bơ nha, bơ này chỉ còn nè bay, nó nằm tà le ở trên rồi, nằm tà le ở trên đó bà nè. Cái lô này chị vẫn còn nè. Ai lấy bơ chút bơ, chị vẫn còn cái bơ xanh gì ta. À, xanh gì ta, xanh xanh lợt, xanh gì má ở bánh mì Phú Yên tôi nhớ bà có số điện thoại mà đâu có đâu. Xanh lợt hết rồi, bơ bơ cho Rosie Quyên. Bà ơi bà lấy xanh gì má, tôi lấy số điện thoại bà rồi đó. Bơ hết rồi, hết bơ. Tôi còn màu đen này bà, nó hốt hốt. Giải thì gụng nụ rồi. Giải gụng nụ rồi mấy chị. Cô tông lạnh Nhật mềm. Nha đen. Rồi ai lấy đen chút đen. Đen cho con quay luôn. Đen có 4 cái đen. Đổ đô xếp dài chị là vẫn 105. Đứa nào hốt ngon hốt rồi thôi. À, đen cho con dâu tay. Xanh lưới là xanh gì má. Không nghe xanh lưới à, thêm đen. Xét đỏ này có vú luôn nha mấy bà. Eo khoảng 80-85, cái đỏ này có vú xỉ lên xong rồi xỉ phải lên lấy hai xét không á. Đỏ chị quần dài cũng là 1-5 luôn. Cái đỏ quần dài đẹp lắm nha, không cần mặc áo ngực. Rồi, đỏ chị có 4. À, chị có xanh nè má ơi. Má xanh lưới luôn nha, nghe chưa nghe xanh lưới luôn à. Rồi, đỏ cho Thịnh Phúc. Đỏ cho tay dâu. Rồi lấy chút chị chỉ là màu xanh luôn, cái màu đen thì có luôn màu xanh. Rồi lấy xanh chút xanh. Cam. Cam cảm cam cam. À lấy cam chút cam. À
hai lá cam, chút cam nha. Ủa đơn của con Phúc đi hết chưa? Đây. Thịnh Phúc. Hả? Xanh phối, lấy xanh phối, chút xanh phối. Sĩ chú ý, không có giữ hàng nha. Rồi lên nấu lễ đó chị. Mấy bà cứ giữ cho mấy bà xả mẹ nó à. Giữ xong giờ còn 10 triệu đây chị ơi. Em trả mặt bằng xả giùm em đi, xả cái quần què mệt. Mấy bà nghĩ đi, mấy bà trả mặt bằng mấy bà cũng phải trả trước 1 tháng chứ. Mắt con mẹ gì, mấy bà mới mua hàng hôm qua, xong rồi hôm nay mấy bà trả mặt bằng, trả đi đâu mấy bà nội. Sĩ quen á thì không cho mấy bà đi á thì mấy bà không chịu, nhưng mà giữ mấy bà, giữ 10 triệu mấy bà kêu là mấy bà trả mặt bằng, mấy bà kêu là xả hàng, xả ông nội tôi, cho nên là không có xả nha mấy má. À xanh ren trước ngực á, rồi hiểu luôn, cái xanh ren trước ngực á. Rồi bà bánh đường của Yên 115 nè, có đen ren trước ngực nó hút đi má, có màu vàng luôn. Cứ mấy bà giữ hàng cho mấy bà, cái mấy bà kêu, mấy bà ngán quá, cái mấy bà kêu là thôi xả hàng em đi, em trả mặt bằng, trả mặt bằng mình cũng phải tính đâu nửa tháng chứ, đời nào mà mới mua tối nay mai trả mặt bằng. Mấy bà chán mấy bà ghê luôn. Đen ren xanh ren, đen ren xanh ren nha. Bánh mì của Yên hình như bả quen mà ta, bả trên Bình Phước kịp phải không bà? Rồi vậy đây, rồi đỏ đô đen luôn, nó có màu vàng, bóp là màu vàng, con đi vàng đẹp mà. Có quần trắng nha nha, quần trắng thì có quần jean trắng kìa. À, lên bộ quần dài đi chị, giờ nó không có quần dài, mới xách quần dài mình bữa hổm đâu chưa mà ta. Xanh lá ren cho dây dâu đỏ nè. Ôi cái quần dài em đem ra đây. Ôi cái đầm này đầm kem rồi, đầm kem chỉ 85 là 95. Trời ơi đầm kem này giống cái đầm đen vậy mấy bà ơi, rụng nụ luôn. Rồi đầm kem chị eo bao nhiêu đây? Eo chắc 80 quá. Eo 80 cho chị nha, đỏ cho anh Trần. Rồi 115. Rồi cái đầm kem cho em mấy chị eo 80 nha, không trên. Ship ly luôn. 85 để 95 luôn. Rồi ở đây chốt không lấy thì nó bị ế mấy chị ơi. Đầm kem giống như cái đầm đen nãy mới cưng lấy vậy đó nha. Rồi cái này là chị là xếp vết đen luôn, vết đen hồi nãy mấy bà hốt gì, còn vết đen bà chưa hốt đâu, eo cũng 85 mà. Xanh lá ren cho mi Trần. Rồi kem cho tay dâu. Eo 80 cho chị nha, eo 80 quay đầu, eo cho 80 thì cưng khoảng 74-76 thôi, chứ đừng nói eo 80 vô là bị chặt á. Rồi á chút chị là vét đen cho chị luôn, 105-101-15. Rồi vét đen cho Rosie Nguyên, vét đen chỉ có 5 bộ á. Vét đen chỉ có 5 bộ. Cái lô này à, nó đẹp dữ lắm luôn à. Cái lô này là chị nói với mấy cưng là cái này á, là hàng là thanh hảo nha. Xem vét đỏ làm gì có. Vét đỏ làm gì có vét đen cho 1 phút. Rồi cái lô này là hàng thanh thảo nha, ai biết rồi là sỉ đều là phải 65-75 cho chị, nhưng mà lô này lò nó còn 500 bộ, nó teo hết chị hút hết về cho mấy cưng, cho nên là cái lô này ai hút chục cho chị là còn có 55.000. Lụa thanh thảo mấy bà mặc một năm không bao giờ hư bộ đồ, hút ri cho chị, còn ai mà không hút ri á là mấy cưng phải 60.000 nha, còn hút ri là 55.000. Mấy cưng ơi cái này á thua một lụa đùi luôn, ý rồi ton đùi đã 55.000 rồi, mắc mẹ gì lụa lửng mà hàng thanh thảo nữa, 55 nguyên ri không mua đúng không, nguyên ri không mua nè. Nó rất là nhiều màu cho chị nè, hầu như là gần 10 màu luôn nha, hàng nghiêm nha, toàn bộ cánh tiên cho chị luôn. Ai lấy ri chốt ri chị 55, còn ai lấy dưới 5 bộ thì 60.000. Lô nó hơi đẹp luôn á. Cái gì hả, này là cái gì vậy? Ủa này cái gì đây? Ở này Latin mà bà nội. À coi vết đen cho chị Lê Hương ạ, dục vào đây. Em còn cái đen nè, ai lấy chốt nè. Còn vết bồ bạc xéo không chị, hình như nó còn vết đen nè mấy chị ơi. 1 ri 55, 5 bộ sọc, 5 bộ hình, có sọc với con mắm 10 bộ luôn á. Vết đen còn mấy chị, ai lấy vết đen giúp vết đen. Ở cái bộ này bộ Latin của tôi mà. Ở dục cái đó đi, chung lô cứ dục đại. Cái này là 99, 109 lô này 65kg, hàng Latin cao cấp nha. Hàng này hàng chính phẩm, chị là hàng 165 nha. Kiếm sọc có sọc cho con đi suy quy ấy con ơi. Hàng này hàng 99 cho chị, là tại vì hàng này mắc là do hàng là hàng Latin, hàng là chính phẩm, là form to. Ba bộ lụa cho Linh Hà. Ủa Linh Hà bà sĩ bà lẻ gì bà nội? Rồi lẻ là 65.000 á. Nè cái set này là chị còn à, đen 99, cái đen đó chị đủ màu nhưng mà hàng đẹp lắm. Nè cái xanh này chị eo 80 quay đầu cho chị, cái cổ nó dính về nha. Xanh vậy là 105-115. Ai lấy set xanh, chút set xanh quần dài cho chị luôn. Trong nhóm mẫu mặc đẹp lắm, do chị dơ lên chị không có ấy. Màu xanh và màu bơ chị 105-115. Cổ nó đứng về mẫu mặc đẹp lắm mấy bà ơi, mẫu mặc đẹp cực kỳ luôn.
Rồi. À lấy bơ chút bơ cho chị luôn nha, eo 80 quay đầu. Đen còn màu không? Màu chín chín hả? Ờ. Rồi, màu xanh, màu đen và màu bò. Đen hình như nó còn 1 gram á. Rồi. Trời ơi, cái set sơ mi đâu ra nè, quen còn nè, quen. Sơ mi còn nè, 95.000 còn màu đỏ, màu xanh nè. Rồi màu xanh đen nữa đâu rồi đó. Cái lô sơ mi này rất là dày bà ơi, vải đẹp cực kỳ, chéo ý. Đúng rồi, chéo ý nè, cái lô này em nào bán đi. Đó. Cái này nó có 95.105 thôi. Nhưng mà hình như còn cái màu xanh đen nó đi Mỹ rồi bà nè. Rồi, hai bộ sơ mi. Màu bơ chỉ còn màu này nè. Sơ mi gì vậy chị? Sơ mi đùi á, đẹp lắm. Siêu to 65 kg vừa luôn, chị có đỏ đô. Cái đó đến nào lấy đi. Trong nhóm chị có ấy đâu đó, mai lấy đi, lấy xong rồi chị dặn thêm cho. Đỏ đô chị luôn, 105, 115. Đỏ đô. Cái vạt chéo là chị có bơ chéo nè. Bơ chéo cho chị luôn nha. Trời ơi, cái lô này vạt chéo nữa nào hỏi cái chéo này phải không? 105, 115 cho chị luôn, eo 80 quay đầu. À, đục nó lại. Cái lô này con Quyên nó hỏi nè. Rô này con Quyên, rô siêu Quyên nó mua về, nó đẹp quá. Mấy chị ơi, phải quay lên hỏi luôn á. Rồi sập tôm con có lấy không? Tay dâu, sập tôm 55.000 đem ra nha. Tôm sập hồi nãy Tư Lai đâu rồi, còn không? Bơ chéo cho Phi Trần 105 đây nè. Có sơ mi này chị nói ha, vải là nhức nách. Cái lô này ai lấy đi ngày mai chị đưa cho. Cái sơ mi này mấy chị cưng nè, 105, 115 lên mạng đi, nó bán mấy bà 200.000. Tôi bị rồi. Mẹ nó mua bộ 200.000 về đó bà. Thiệt tình luôn, mẹ nó trong đó đang trọng chửi quá trời. Nay tôi đem về tôi bán mấy bà có 95, 105. Vải rất là dày mịn nha. Đó. Cái này là hết trơn rồi, chị đem bà sĩ nó hết trơn. Cái này không biết ai có ai xả ra mới còn á. Rồi sơ mi lấy cho 95.000. Cái này tụi cưng cứ dặn đi, chị góp trong nhóm đủ màu đó. Ngày mai coi bà còn không, gửi về. Gửi về nha. Trời ơi, mấy cái bộ lụa đùi nó rụng nụ nè mà. Sĩ lẻ bằng nhau 55. Lụa, chéo ý, đẹp hơn lụa, dày hơn lụa, mịn hơn lụa. Sơ mi xanh hết rồi má ơi. Rồi bà lấy chốt giùm em nha, sĩ lẻ bằng nhau. Cái này là 59.065, hôm nay lên live bán với chị là đồng giá 55.000 nha. Đỏ đen 95.000. Đỏ đen rồi má, hết rồi. Hoàng trên. Cái đó còn đỏ chứ xanh chứ. Rồi, ai lấy chốt nha mấy chị ơi, màu xanh lợt, em xả mấy chị tỷ lệ bằng nhau 55.000 có lô này mấy chị biết rồi, 59.065. Cái bộ này mấy chị nó đẹp gần như mango ha. Chị lấy cho cưng rồi. Mấy chị cầm á, lụa hàng là con đó đó. Sơ mi đủ hết trơn rồi mày dặn đi, mai tao đem về chứ lô xin mùi hết sạch rồi. Cái này nha, đẹp gần như mango chị 55k. Ai lấy chốt cũng lấy rẻ luôn. 65 kg. Cái lô nó đẹp lắm hết hả? Đẹp giải dày. Sơ mi đùi hết trơn rồi bà Trinh ơi. Hoa xanh eo 85 cho chị, 85.000 luôn. Ai lấy hoa xanh chút hoa xanh nha. Hoa xanh đầm hoa 85.000. Người ta lấy rồi má, mới lên người ta lấy rồi. Có 2k mà dập ly mango cho chị luôn, xả mấy cưng luôn 85.000. Cái này là 95, 1.5. Còn 3 bộ rớt chị xả 85k. Đây, xanh lợp 55.000 nè, hoa xanh 85 cho Rosie Queen. 65 kg đùi cao là vừa. Mấy bà cao là vừa, trơn phơm rất là to, khoảng cao 1m58 là vừa nha. Cái hoa cam này là hàng mango 95, 105, hôm nay chị xả mới cưng luôn là 85. Màu nào mấy bà hả? Ngày mai đi hỏi toàn cô chú gửi về cho. Rồi lấy cam chút cam chị nha. Cam 85 mango dập ly mấy chị, hàng 95, 105, 3 bộ xả là 85 luôn. Xả 85.000. Không còn má ơi, đùi thun 450, đùi thun còn trong kho. Nhân ơi, bi ra lấy bi chút bi xả 80, 85 bên rồi dập ly của Thái Tú luôn. À lấy mấy cái bộ thun á, bộ thun 45.000 á nhớ không? Cái đó tại vì tôi up lên sĩ nó tắt hết trơn. À, hả? Màu xanh đen hình con gấu rồi trên nóc nhà đó. Cục dập ly của em rớt lại không chị? Cái cục dập ly hả? Coi cái hàng còn chốt không, mai chị bỏ vô cho. Nhiều dập ly mình rớt nhiều lắm. Bộ sọc này nha, chị nói là đẹp con ton rất là nhiều, hàng xuất khẩu cho chị, hồi nãy chị like rồi, em là vô sau mới cưng coi lại. Cái này là có 50.000 lẻ 55.000 thôi nha, hàng xuất khẩu cho chị luôn. Có một loại sọc một thôi nên nó rẻ. Cho nên là tụi cưng hút lại 4-5 bộ về đi, rồi dục nó xả luôn đi. 4-5 bộ về cho chị đi mấy cưng. Trời ơi, 50.000 cầm về xỉu cái rầm nha. Rồi áo và dấu quần xanh lá chị xả mấy cưng luôn nè, 35 nha, phơm to, dấu quần hàng là hàng Quảng Châu. À không có thì em lựa lại, lựa đi. Rồi đi, hoặc là mai chị tắt cho đủ màu cho chị bỏ cái cục kia đẹp cho. Xanh em xả 35.
Cái đó bà Ton gì nó bà nội của con Ton luôn á. Sơ mi xét ngố hết rồi chị. Xe mưa xét mới còn cục mango hốt bách cục lưu thả 195. Hàng mango. Rồi, ai lấy chốt chị luôn là xanh 35. Còn màu đồ nào thiết kế không bà hết mẹ hay sao má. Xanh 35 cho chị, ai lấy xanh chút, xanh 35. Đỏ 35. Ê, có đầm 55 ngàn đẹp nhất đó. Đầm Latin nha. Đầm Latin cho tôi luôn. À, đâu rồi ta, cái cục mango đâu ta, cục mango sơ mi đâu ta. Mình còn một cục mango hàng sơ mi 58kg vừa không chị, bao vừa. Xả luôn. Em coi bộ đó đi, đây nè, em coi đó. Phải, đây nè. Hình như còn có đúng cục thôi mấy bà ơi. Này là bữa 99 đúng không, đây bán bà 95 luôn. Nhưng mà tắt 5 nha. Tại lô này đem về cho sỉ bà, chứ bán rồi làm biến bán lại lắm. 95, 105. Cái này là 65kg vừa nha, cái này sơ mi mango. Có quần ngố lấy cho em luôn. Xanh lá 35 ngàn cho tay dâu. Rồi, ai lấy chốt chị luôn, nó gần như là 5-7 màu. Xanh vịt 35 ngàn cho bà Tâm. Rồi nè mấy ba. Nè bà thấy không, nó màu tím đúng không? Nó nhiều màu, mấy bà hốt đi. 95, 175 áo mango quần Budip nha. Rất là nhiều màu. Nãy thấy đùi mà, đùi hết mẹ rồi. Cái đùi đó đẹp lắm nha, đứa nào lấy thì chị lấy về thêm cho màu nâu, màu hoa nè. Quá trời luôn. À, bộ sọc á, bộ sọc đùi á, dục ra đây nha. Có đầm là tính không chị là gì? Sọc đùi lại đây đi. Sọc đùi còn nhiều. Trăm bộ mẫu. Trăm bộ mẫu. Đây. Giá đẹp cực kỳ luôn. Cái này có 50-55 ngàn à. Lấy 4-5 bộ về bán thì thiệt luôn á. Không có lấy xuống đẩy đâu. Cái lưng quần là mới biết xịn nè. Ai bán đồ mà cái lưng quần này thiệt mấy bà là cầu 5 phân là mới biết là hàng xịn rồi. Nha 50. Cái đó để ngày mai coi có bà nào lấy nữa không. Rồi. À, có quần kaki đi trắng rồi mấy đứa dục đi bán nha. Quần viên còn á nhưng mà chưa có phân ra gấu trắng 35. Trắng với chị 35 ngàn nha. Không. Bộ sọc cho bà Trương Diễm Phượng luôn 55 nghìn. Quần trắng hả bà ơi. Sọc trắng thì chị Đặng Lê Thương 55 nghìn. Rồi chị lấy chốt giùm em là Budip hồng tay dài giùm em 45 nghìn nha. Budip ba lấy hồng chút hồng 45 nghìn, gấu trắng 35 ngàn cho kỳ chính. Cái quần này lâu lâu nè, ba bà có màu trắng không à. Sơ mi ngố đủ màu cho Rosie quen. Má ơi, quên chưa lên được luôn mấy bà ơi. À rồi, lấy áo xanh 35 ngàn cho Hiệp Người. Lộn xộn cũng được. Ố này bị dính gì rồi nó. Chữ N. Lộn xộn cũng được đợi chứ. Ghét quần trắng là nó hay dơ mấy bà. Cái quần này là cái quần diễn cái sai gì luôn à. Má ơi, tôi biết sai để hàng nước ngoài má ơi, để gì đây nè. Cái gì 3628 để tùm lum khó quá đi mấy bà ơi, không biết đường. Không biết sai gì cái hàng Zara mà để cái gì U gì E U F gì 36 là sai gì bay. À, gấu trắng. Bây giờ tôi không biết đọc sai làm sao cho mấy bà luôn, thiệt tình luôn. Không biết đọc sai làm sao luôn mấy bà ơi. Không biết đọc sai làm sao giờ ta. Cái trắng này là 75 ngàn cho chị nè. 75 ngàn nhưng mà bây giờ không biết sai, biết giờ eo đi. Eo của nó là khoảng 76 á. Eo 76 á nè, trắng 75 ngàn ở chốt nhưng mà giải này giải mềm lắm rồi. Eo nè, từ từ đi. Nó có quần trắng đùa quần những cái này. Trắng để riêng. Trong đây là mấy bà biết không đây nè, ai lấy cái lửng trắng, chút lửng trắng luôn nha. Mẹ nó không biết sai bà ơi, cái này hàng xịn á. Cái hàng mà giống như là nói chung là khoảng 76, 78 quay đầu, ai lấy trắng chốt trắng gì luôn nè. Ai lấy trắng chốt trắng nè, dài ngắn bằng nhau 75 ngàn, còn đùi á, là 65 ngàn. Giờ không biết được màu trắng luôn á. Bỏ đi màu trắng lại đi. Nè trong đây nó có lộn quần dài vô vào, quần chín tấc á. Quần chín tấc cho chị luôn, cái này nó không để sai. Không để sai, thôi giờ khó quá bỏ qua lô này đi. Không biết sai bán ở đâu bán. Để toàn là cái sai nước ngoài không mà sao bán được mấy bà. Rồi bây giờ, ê đuổi ra, cái này chị có đuổi ấy nè. Cái dâu lựa có lô đuổi mới nè không. Cái lô này 95. Không, tôi bán cho tầm 3 thùng ý vậy bà đi. Tới thứ 6 giờ chơi điện thoại chốt đơn của Mai Lan, ủa sao kỳ vậy ta. Sơ mi kìa bà Thái, lấy sơ mi đó. Nghĩ sao cái quần nó mặc hỏi vừa không trời ơi, cái thân hình nó vô hỏi một. Cái thùng là thùng gấm nè, thùng gấm đẹp, chúng ta dâu hốt thử đi ta dâu. Về bán có 85 ngàn đẹp lắm chị.
85 là 95. Cái này là thun gấm á chị nha, rất là xịn luôn. Cái này là màu xanh dưa cải cho em nha, mặt cũng là trắng da lắm nè, không kén da đâu. Cái này là màu xanh cải cho em, 85 là 95. Cái này form 60kg đổ lại nữa chị không trên. Màu xanh nè, nó có số 4 thì sẽ bự hơn. Rồi màu cam, nhưng mà lô này đẹp lắm nha. Đồ chị mặc còn không hết rồi. Cái mẫu này chị mặc còn mango á, còn mango. À, em kiếm kiểu á là kiểm kiểu gì? Màu này là màu rêu, màu xanh. Má quần trắng biết nhiêu ký vừa luôn, mà để trả luôn đi. Em cái đùa trắng heo 78. Màu bơ nữa là mango cánh tiên. À ơi, trúng tủ rồi. Mango cánh tiên, tưởng vụ gì. À, vô mẹ lấy cái đi mango cánh tiên rồi coi nha. Cái mango cánh tiên màu trắng đang cắt ra đó nha. Nhiều lắm. Đi tím chị 85 là 95. Cái trong bao á, cái trong bao chưa cắt ra, lấy cái đâu đó đó. 98 cho chị bi tím cho chị luôn nha. 85 là 95. Bi tím là mango cánh tiên cho chị. Cái lô này chị về lận ngàn mấy nè. Đúng rồi, lấy cái bao ra đi. Rồi bi tím chị 85 là 95. Bi tím nhà bi cam. Trời ơi, cái lô tưởng gì. Nhà mình là cái mango là nhóc luôn. Rồi bi tím bi cam dùm em 85 là 95 mấy chị nha. Bà nào dưới 55kg là không có mặc được nha. Cái này mấy chị phải từ là 50kg đến 62, 63, có khi là 65 luôn. Rồi bi cam cho tay dâu, nhiều lắm cưng. Chờ nó đi, cái gì cũng có hết trơn. Form này á, là size số 2 ít, là mấy bà khoảng 60kg về hoa vàng. Hoa vàng 85 là 95 cho chị luôn. Trời ơi, nguyên một nhà hoa vàng. Rồi chút chị là vàng đậm, chút vàng đậm cho chị 85 là 95. Vàng đậm nè, cánh tiên nè, form 60kg đổ lại không trên. Vàng đậm cho chị luôn, 85 là 95. Vàng cho tay dâu. Rồi lấy vàng đậm, chút vàng đậm cho chị. Vàng đậm nha. Rồi anh lấy chút cho chị luôn là sọc vàng. Sọc vàng, sọc vàng. Vụ gì, chứ vụ mango kiểu mình một đống. Sọc vàng cũng mẫu mới cho chị luôn, 85 là 95. Sọc vàng. Cái màu hồng mà đẹp lắm nè cơm. Thấy cái nó. Rồi lấy hồng, chốt hồng chị 85 là 95 luôn. Ai lấy hồng chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng, bỏ mấy cái quần trắng luôn lại luôn. Dục này đi. À, sọc vàng cho tay dâu. Để trả nguyên lô lại. Hồng, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng cho tay dâu. Kia kìa. Ai lấy bi cam, chút bi cam. Bi cam cho chị form rất là to, 60kg nè. Cái này là quần dài chị nha, mẫu mới luôn. Bi cam dùm chị 85 là 95. Sọc vàng này bấm còn, hồng còn á, hồng chưa còn á quay. Hồng thì còn cái sọc vàng. Hồng. Hồng thì vẫn còn nha. Đây. Ai lấy kem chút kem, bi cam cho tay dâu. Ai lấy kem chút kem đi chị, gom cái cục có lại trả đi. Ai lấy kem chút kem. Ai lấy kem chút kem chị, kem hình á. Ồ kem hình này, bên này có 85 hút mấy cưng, đừng suy nghĩ luôn. Ê, con gì con quay nó kiếm nó sơ mi kìa. Ý là cột trả lại đi. Em. Ê, cái đầm 45 ngàn hơi bị đẹp nha. Rồi, á chút giùm chị là đầm. Đầm này 45 mà rụng nụ 65kg vừa cho chị luôn. Lấy đầm hồng, chút đầm hồng. Cái đầm này mặc xài đi trà sữa được. Beo hồng nữa chị. Beo hồng cho chị luôn nha. Xích đen 45. Beo hồng xích đen chị 45 ngàn. Xích đen, xích đen. Beo hồng xích đen mấy bà nha. Rồi chốt tìm chị là hoa nâu. Hoa nâu là lô trước chị xả cho 75 là đẹp lắm. Cũng là cánh tiên. Beo hồng 45 ngàn cho bà Quyên. Cái này là cũng là cánh tiên, nhưng mà lô trước chị rớt lại bộ, cho nên là chị xả mấy cưng là 75 nha. Chứ nó cũng là lô 85 á, xả 75, 85 hoa nâu. Hoa nâu. Cái bi tím này đẹp lắm nè mấy cưng. Tay dâu. Nó có cái bi vàng nữa cưng, hốt về đủ màu cưng bán. Lô này đẹp lắm. Rồi nâu 75 ngàn cho tay dâu. Rồi chốt chị luôn. Hồi trưa tôi bán nâu thì không chịu mua, giờ vô dành. Nhưng mà hồi trưa có mình mua không chịu mua. Ai ơi, chưa bả la tôi dơ cho bả không mua bà. Cái bả thấy tao mua bả dành. Cũng quỷ ghê không. Rồi xanh chữ chị 85 là 95. Xanh chữ là mango nha. Rồi bi tím cho Rosie Quyên. Ê cái lô đó đẹp lắm nha. Lô này bà ha. Bữa nay mấy bà nhìn này toàn là hình mới không nè.
Rồi cái mẫu xám nè, beo xám xả bà 65. Beo xám ê tho đưa mấy cái sọc kia tho. Sọc nâu kìa. Ừ. Rồi ai lấy chốt chị là beo xám nha. Hàng lụa ti ra xịn hơn thanh thảo xả 65. Rồi xanh xanh cho tay dâu. Nè, sọc nâu, sọc đỏ nè, bi vàng nè, lô này hơi đi đẹp luôn cho tôi, sọc đỏ luôn là 85 là 95. Bữa nay toàn hình mới không à. Cái mẫu này chợ đang ăn cho chị nè. Cái mẫu này chợ đang ăn luôn nha mấy bà, đẹp lắm, đỏ chị 85 là 95 phơm 60 kg rồi nha. Sọc đỏ, sọc vàng là sọc nâu. Hôm qua nó vô kiếm cái quần sọc chưa mai lên đi quay. Quần sọc mình còn không ta? Cái quần sọc là 85.000 đó nha. Rồi, ok. Đem ra. Rồi màu nâu. Màu vàng và màu nâu sọc đỏ cho dâu tây. Sọc đỏ, sọc vàng, sọc nâu. Đầm 45.000 còn nhóc luôn. Beo, beo cho Thịnh Phúc 65.000. Sọc đỏ với sọc nâu. Còn sọc nâu nè. Cái này là sọc vàng, cái này nâu nè. Còn này là vàng nè. Cái bộ bi cam chỉ có bi vàng đẹp lắm. Lô này đẹp lắm, bởi vì nó là ủa sao con Quyên nó vô hút cái lô này. Cái lô này là toàn mẫu mới hết cho chị luôn á. Đẹp lắm. Bi vàng, ai lấy bi vàng chút bi vàng. Bi vàng, bi vàng. Trời ơi, bi nút rồi, tét cái nách luôn. Ok con. Mango hết nha bà. Mẫu mới nè, cơm này 65kg còn vừa luôn. Bi nút. Ai lấy bi nút chút, bi nút mấy chị nha. Bi nút. Bi nút chút, bi nút chị 85 là 95. Bi nút có 2 sao. Bi nút chị có 2 bộ nha. Rồi sọc đỏ chị luôn. 85 là 95. Sọc đỏ nha, 65 cái vừa phơm đợt này rất là to luôn mấy bà ơi. Rồi, bi nút cho tay dâu. Rồi, sọc đỏ chị 85 là 95 cái sọc đỏ luôn. 60kg đi. Rồi, chị có là hoa hồng luôn, 85 là 95. Chị mai đi hàng dập ly cho em nha. Rồi, phơm 65kg đổ lại vừa. Số 4 luôn, à, lấy hoa hồng, chốt hoa hồng chị mẫu mới luôn. 85 là 95, ok, ngày mai kêu bà Thoa đi hàng dập ly đi. Rồi, hoa hồng và hoa xanh. Phơm là phơm 65kg cao vừa, mấy bà lùng lùng 62, 63. Rồi, sọc đỏ, sọc nâu cho Huệ. Còn sọc nâu hả má ơi, hết sọc đỏ nha, 85. Rồi, ai chốt giùm em luôn là hoa hồng. Hoa hồng. Hoa hồng cho tay dâu. Rồi, ai chốt giùm chị là hoa kem. Ê, hoa hồng cho con Quyên. Hoa xanh cho con Quyên luôn. Ê, hoa đó chị còn nhiều lắm đó, ngồi đó đừng manh động. Rồi, bi xanh cho chị luôn. Cái bi xanh là giống như cái bi vàng nút á. Phơm này phơm rất là to, phơm này toàn là số 4 không à. Rồi bi xanh cho chị luôn, 85 là 95. Bi xanh. Bi xanh đậm hoa đen hồi nãy em mặc vừa không chị, tôi biết tôi chết liền. Hút luôn có hoa tím luôn, là size số 4 với chị luôn. Hoa nó rừng như đủ màu á, đủ màu luôn. 56kg hả? Eo nhiêu? Eo 80 á. Rồi ai lấy chút giùm chị là sọc. Sọc nâu. Hoa tím cho hút luôn đi ba. Sọc nâu phơm 65kg nha. Cái lô này nó công nhận nó bự giả mang. Rồi tím 85.000 cho Quyên. Rồi chốt giùm chị luôn là sọc nâu 85 là 95. Sọc nâu. Có hoa tím chị sẽ có hoa hồng nữa nè. Không phải là hoa hồng nhưng mà tím là kêu mẹ vậy. Có 60-62 cái vừa. Rồi ai lấy chốt giùm chị luôn là hoa hồng. Nha. Ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng. Sọc nâu cho tay dâu. Không kịp số điện thoại thì chị nghĩ bà Thi hả? Bà Thi thôi, cái đơn của bà xã là sao ta. Rồi trời ơi, nâu đậm tay dài đúng mấy bà ơi. Nâu đậm tay lỡ luôn giùm em, lấy nâu đậm chút nâu đậm giùm em nha. Nâu đậm giùm em mấy chị, 85 là 95. Nâu đậm. Kim Thiên Mỹ đó hả? Nâu đậm. Ông không mấy cái bộ. Hoa tím còn bà ơi. Bi, bi xanh. Rồi nâu đậm cho tay dâu. Bi xanh nè. 60kg về cho đẹp. Bi xanh cho chị luôn nha. Cái này là quần dài nha. Bi xanh cho chị 85 là 95. Bi xanh là quần dài. Bi xanh. Bi xanh. Cái bi vàng nãy bà nào con. Bi vàng đây rồi. Sọc nâu kia còn. Bi xanh cho Rosy Quyên. Rồi xanh đen ấy. Xanh đen với xanh đen cho chị luôn. Xanh đen với xanh đen nha. Ôi ôi giống như là cái kia vậy đó. Giống như cái vàng vậy đó. Rồi xanh đen. Rồi hoa tím cho em luôn. Bi xanh chị có 2 bộ. Lô này đẹp nè. Tay dâu sống mốt tay dâu. Rồi hoa tím với chị luôn. Ai lấy hoa tím chút hoa tím chị luôn. Hoa tím nha. Quá trời quá đất đẹp. Hoa vàng nè. Đem ra nữa đi. Hoa vàng 65kg vừa rất là to. Nhìn kỹ có cái bông. Hoa vàng chị 85 là 95. Bi đỏ. Bi đỏ chị luôn.
bi đỏ nha. Ai lấy bi đỏ chút bi đỏ. Rồi, hoa vàng bi đỏ, bi tím, hoa vàng cái tay dâu 85. Đó chút chị là bi tím luôn. Ôi mấy cái này lâu lâu mới được lô, mấy bà không hốt nghe mấy bà tiếc nè. Trời ơi quần dài luôn có 85.000 à. Hoa vàng đó để chị coi còn. Rồi hoa tím thì vẫn còn nha. Hoa xanh, hoa xanh nãy đứa nào bấm ta. Hoa hoa kem đi. Hoa kem quay nãy nó hốt sao mà hụt ra nè quay. Phơm là phơm rất là to luôn á, eo cả 120, 130. Rồi bi tím cho con quay luôn nè. Hốt buông bi đỏ đi trời. Bi đỏ đi. Ba bộ này chị xả cho 75.000. Cái lô này trong lô 85 để 95 chị xả 75 cho nó cưng luôn nha. Đó, xả 75.000 nha. Mango màu 60kg vừa. Ai lấy hồng chốt hồng chị xả cho 75. Hồng xả 75. Rồi ai chốt chị là bi vàng. Ai lấy bi vàng chốt bi vàng cho chị luôn nha. 85 để 95 cánh tiên. Đây là tầm mỹ phối mango. Hồng 75 cho tay dâu. Rồi ai lấy vàng chốt vàng cho chị luôn. Vàng. Ai lấy vàng chút vàng chị 85 là 95. Vàng. Hoa đen là 65 của thầy bi tím cho tiên ngọc. Bi tím cho tiên ngọc, ngọc tiên. Bi vàng cho tay dâu 85 mắm. Tầm mỹ. Rồi hoa đen cho chị 65.000 60kg vừa. Hoa đen nha. Hoa đen là hàng Thái Tú nè mấy cưng. Rồi hoa đen, ai lấy hoa đen chút hoa đen cho chị luôn 65k. Hoa đen 65.000 cho chị luôn. Rồi hoa trắng chị luôn là hoa trắng 85 là 95 cánh tiên phơm to. Trời ơi cái mẫu này nó đang ăn luôn á. Đẹp lắm. Hoa trắng chị 85 là 95. Có hoa trắng là tôi cưng là 60kg nha. Hoa trắng 2X cho chị 85 là 95. Rồi hoa vàng cho chị 85 luôn. Hoa đen cho Lê Nụ. Chị Lê Nụ ơi, Lê Nụ lên số điện thoại chị nha. Hoa trắng cho tay dâu. Lê Nụ là khách mới lên số điện thoại giùm chị. Rồi ai lấy hoa vàng giúp hoa vàng chị 85 là 95 60kg đổ lại. Hoa vàng, ai lấy hoa vàng giúp hoa vàng. À cái đeo này xả cho bà luôn đi. 75.000 hết mẹ cho rồi, đi ế quá mà. Mango chính tắc xả, đeo đỏ 75. Lê Nụ cho chị số điện thoại. Đeo đỏ cánh tiên nha bà ơi, bán với bà 75 luôn nè, hồi nãy là cái nâu á. Rồi đeo đỏ 75. Đeo vàng, đeo hồng xả 75. Hoa vàng 85.000 cho con quay. Mày tên gì mày nói mẹ tiếng Việt tao đọc coi. Quay 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 đọc muốn lẹo cái lưỡi ra luôn à. Trời ơi cái lô này thì cái xả hốt bà ơi các bạn. Beo 75 cho tay dâu. Vàng ấy vàng chút vàng nha. Beo vàng. Beo hồng. Rồi nụ có số điện thoại chị luôn. Beo hồng. Rồi beo beo đỏ nha. Tay dâu nó beo đỏ đó. Rồi beo vàng, beo hồng. Chữ hồng. Bán luôn 75.000 thiệt tình luôn, lên quần Vin đi chị. Ở kiếm quần tin con Hạnh Ngân nó kiếm quần Vin hoài luôn á trời. Chữ hồng xả luôn nè. Rồi đeo vàng cho tay dâu. Rồi chữ hồng nó chị luôn, đeo xám xả luôn. Cánh tiên là gu mấy bà, tôi buồn cho nên tôi bán luôn mấy bà chứ ai bán này 75.000. Rồi chấp chị là đeo xanh. Chữ hồng cho tay dâu luôn. Chữ hồng. Rồi đeo hồng. Đeo đỏ, chữ đỏ chị xả luôn. 75 đã 85 luôn nè. Lô này đẹp lắm á, hồng nguyên ghi luôn á. À, hồng còn cái nào bán luôn á. Bè con đây kia nó kiếm kìa. Màu xanh này chỉ còn là tay dâu. Hai bộ chị xả cho 75.000 luôn. À beo xanh cho tay dâu. Có gấm cưng. Có gấm mà. Gấm hàng ấy còn đó thôi. Rồi xanh cho chị 65kg cao cũng vừa luôn á. Lùng lùng số 2, số 3 xanh chị luôn à. Chữ đỏ cho đương còn không. Rồi chữ đỏ cho. Ủa chữ đỏ tay dâu rồi mà. Chữ hồng chữ đỏ. Xanh cho tay dâu 75. Xanh. Ai lấy xanh chút xanh. Tay dâu mấy cái bộ này là hàng lụa hoa quay nè. Xả 55.000 đem về bán đi tay dâu. Đẹp mà. Tại vì mình bán trong kia mình chán. Nhưng mà này phơm nhỏ nha. Phơm 55 cái đủ lại thì không có trên 55.000 mấy bà ơi bi xanh chị nè. 55.000 nhưng mà cái lô này là lô khoảng 55-57 cái thôi. Lụa hoa quay lô này ai mua rồi. Nhưng mà phơm nhỏ đó. Xả 55. Xanh xả 55. Hồng xả 55 nè. Cũng dập ly nhưng mà phơm nhỏ nha. Ai mà bán người nhỏ nhỏ con tôi cưng lấy về. Rồi xanh 55, hồng 55, cam 55, tím 55, đỏ đô 55, 4 5 màu. Quần sọc nè, đứa nào kiếm quần sọc hồi nãy. Quần sọc ngày mai nó về tiếp á mấy bà. Ngày mai được, lo từng ngày đâu được 50 quần nữa rồi. Sọc dài là hàng 85 cho chị nha. Lô này sọc này ai mua rồi biết rất là đẹp luôn. Hỏi chê nha.
tập dài cho chị là 85, chị đang like là size 1X. Còn mấy cái tập dài thôi hết trơn rồi, ngày mai là nó báo chị là được 20 dài với 20 lửng gì đó. Rồi dài cho chị 1X 2X. Tập là đẹp lắm nha, tập còn mấy cái à, hôm qua có lấy đấy nè. Rồi tập dài nha, chị đang dài còn 3-4 cái nha. Này dài chính tất đây ta. Dài nó dài chút dài. Rồi quần dài còn mấy cái đó quay ơi, 7-8 cái gì nè cưng. Dài không mà luôn, chị đang lai dài không, nhưng mà quần này đẹp cực kỳ. Không, cái này là quần này là quần 65 ngàn nè bay. Lấy hết giật đi cho em 55 ngàn. Lấy cho bạn chục thôi, 5 cái bộ đó thôi, chứ ta còn nhiều để dành bán đi. Ngày mai đi đơn cho chỉnh tức giật đi. Cái quần này quần 65 ngàn, tôi cưng cách 5-10 cái về bán đi. 65 ngàn quần cô tông cho chị luôn nha. Đó, cái quần này là form tin 55kg đồ quay đầu thôi mấy bà, chứ không phải là hàng bà già đâu. 65k cho chị. Quần sọc nè, nhiều màu cho chị luôn. Cái quần này là quần cô tông cho chị nha. Cái quần này form tin, ai mà bán form tin được cưng lấy về nên là 65k. 65.000 mấy bà lẻ, 75.000 cho chị nha. Đây quần, thấy không? Còn lấy quần chút, quần 5 cái hay mấy cái em cưng bán đi. Đừng suy nghĩ làm chi. Trời ơi, bộ đỏ tôi ba ơi. 5 quần 65. Không, quần ống nhỏ chị ơi. Quần ống nhỏ cho em. Quần ống nhỏ. Rồi cái này 99 xả bà 95 luôn. À lấy đỏ chút đỏ chị xả 95. Rồi quần 75 ngàn cho chị Quanh. Quanh lấy bà ít đi. Rồi cái bộ đỏ chị xả 95 nha. À, lên gấm đi chị. À, lên dập đi lụa gì đó giá 55 em xem đi chị. Mẹ tao like xong rồi mấy má ơi. Đỏ 95. Quần nó 55 cái đổ lại thôi, mới trên bơ chị xả luôn 95. Bơ. À lấy bơ chút bơ chị luôn. Bơ. Nó còn nè, nhưng mà nó từ từ. Bộ trắng còn 80-85. Nè mấy bà, cái này nó có lấy đủ màu, mà lấy 4 màu, 5 màu gì đi. Bơ cho tay dâu. Ở đây quần gì đó hả? Hả? Ôi đụng đụng đó. Nè cái mẫu này nè 55 ngàn là lụa Hawaii ra biết rồi đó. Nó rất là nhiều màu nhưng mà form 55kg là xả. Bộ sọc là gì vậy chị? Bộ sọc là hàng ấy á, hàng đuổi Hàn Quốc. Rồi xanh cho chị luôn, lấy xanh chút xanh. Xanh 80-85. Rồi ok cưng. Rồi đó chốt chị luôn, lại chốt chị bi nâu xả 85, 80 là 90 luôn. 80-85. Ờ. Rồi xanh mango chị xả luôn với cưng nha, 75-85. Đỏ cho da lâm. Đỏ cho da lâm. Rồi xanh là mango cho chị luôn nha. Mango form 63K85, xanh cho chị luôn nè, 75-85. Cái này là hàng mango chị á, 75-85 nha. À, chị lên cái ma cục mà nãy coi. Trời ơi, nhiều lắm chị ơi. Em mới về em ngàn mấy bộ luôn á chị Thanh Bình. Vô đây lụm lúa. Đem măng gồ ra tim đi mấy bạn ơi. Bi cho tay dâu. Xanh 75 ngàn cho cô Sư Quyên. Xanh Thư Thư hả? Thư Thư đó chị còn bộ đầu ta cái xanh. Ai lấy hàng của ta Victoria xả luôn chứ bà coi. Thư Thư lấy số điện thoại. Tím nè. Tím giùm em mấy chị ơi, 85 là 95 nè. Tím bông to nè, số 4. Tím bi là cái trắng à. Vàng cho em mấy chị ơi, vàng giùm em mới like rồi, như chị Thanh Bình lên cho chị coi cái mẫu lại nè, 85-95. Em có hai tím nha. Mấy bà thích bi la ma đúng không? Bi la ma lụa kìa, mấy bà xả cho mấy bà luôn coi. Tím giùm em mà lấy tím chút tím nhìn kỹ có cái bông 85-95. Rồi lấy Hanu, chút Hanu thôi, đưa lụa thấy tú rồi ta. Lụa thấy tú rồi xả mấy bà đây luôn nè. Cánh tiên này cơm nặng 55 cái đó lại cho chị. À lấy Hanu, chút Hanu. Sọc đen. Ở cái sọc đen nãy giờ bà hụt chốt lại 60 kg lại cho em. Bà đang tìm á nè. Đang tìm á, ngồi chợ đi. Sọc đen tử xanh. Sọc đen cho em. Sẵn cái quần viên hoài luôn á. Rồi xanh này, xanh chút xanh giùm em 85-95 mấy chị ơi, sọc đen cho tay dâu. À lấy xanh chút xanh. À lấy hồng chút hồng. Lỗ thấy tú á.
Rồi ở đấy hồng chút hồng cho em mấy chị. Hồng 85 là 95. Hoa nu cho Lê Nụ. Hoa nu cho Lê Nụ luôn, 85 là 95. Rồi hoa xanh nè, a xanh là con to Quyên có lấy nè Quyên. Hoa xanh giùm em mấy chị ơi, 85 là 95. Cái đó là có lót nha. Rồi bộ này xả mấy bà 55 ngàn nha. Đó mình rồi dục cô luôn cho rồi. Đen xả 55 ngàn, ở đen chút đen phơm 63K65 đen dài xả 55. Hoa xanh cho Rosy Quyên. Rồi ở đây chốt. Hồng chị xả luôn là 65 ngàn luôn. Ok. Hồng 65 ngàn tay trắng luôn nghe nghe. Ai lấy chốt chốt mốt bể luôn. Hồng chị xả 65, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng. Hồng 65 chị có 2 bộ. Hồng, ai lấy cam chốt cam xả 65 ngàn luôn. Cam 65 ngàn luôn cho chị, form 65kg luôn á. Đen dài cho Lê Hồng 55 ngàn. Rồi, hồng 65, hoa cam 65. Đen dài hết mẻ rồi mấy má, đen dài còn không? Đen dài 3-4 bài chốt con vậy ta, hết đen dài mấy mẹ ơi. Rồi. Ê, bà Trinh mà đâu cần cho số điện thoại đâu ba, bà có số điện thoại rồi. Hồng cho Hạnh Ngân, bà đừng cho số điện thoại nữa, ta lưu rồi má ơi. Hồng, ai lấy chốt chị là hoa, ai lấy hoa cam, chứ hoa cam chị là 65 luôn. Hoa cam. Hoa cam này đẹp lắm mấy bà, đừng nghe em bán rẻ, bà sợ lụa đẹp cực kỳ luôn. Cam. Rồi hoa cam cho em. Hoa cam nữa này là kêu bằng hoa hồng cho em 65 ngàn nha. Lụa Thái Tú bà khỏi chê. Nghiêm lụa Thái Tú bà khỏi chê. Quá trời đẹp. Hoa cam cho Thư Thư. Hoa cam 65 ngàn cho Thư Thư. Rồi chốt em chị luôn hoa hồng 65 ngàn luôn. Hoa hồng 65 ngàn cho chị luôn. Rồi xanh là xả 85 cái lô này, xưa 75 lẻ 85. À, tay dài đẹp đi chị. Tay dài đẹp là quốc lô mẹ Victoria đi. Tay dài xả tay ngắn xả luôn 110. Chơi không? Chơi không? Hoa cam đi Thịnh Phúc chốt. 65k. Rồi hãy giúp chị là xanh lợp. Xanh lợp xả 65 ngàn luôn nha. Mấy bà lẻ chia sẻ giùm chị nha. Hoa hồng cho bà Thịnh Phúc luôn. Hãy lấy xanh lợp của chị 65k. Xanh lợp nha. Xanh lợp, xanh lợp. À, xanh lợp, cái xanh lợp hoa hồng thì vẫn còn. Rồi xanh lợp có 2 bộ xanh lợp đẹp lắm mấy bạn. Bi trắng. Ai lấy bi trắng chút bi trắng chị luôn. Bi trắng nha. 65kg cao lùng lùng số 3. Bi trắng chị sẽ có là tim đỏ luôn. Rồi 62kg dừa. Bao dừa là luôn. Rồi ai chốt giùm em là tim đỏ luôn mấy chị. Ai lấy tim đỏ. Xanh lợp cái Thư Thư. Để xanh lợp được rồi, để giá tiền chị 65 là được rồi, khỏi để dồn đơn. Rồi ai chốt chị là bi cam 65 ngàn. Bi cam 65 ngàn lô này bán thiệt mấy bà là bán muốn chết luôn. Bi cam, giải đẹp lắm. Bi cam chị xả 65 ngàn luôn. Bi cam hoa vàng. Bi cho một phút luôn. Cam 65 trang lê. Cam là cái bộ cam. Ê ê ê bạn, bạn nhìn kia bạn hoa. Cái chữ kia lại lộn sao đó. Thì là hoa cam nữa nè. Ê bà lấy cam là cam nào vậy? Cam là hoa cam phải không? Hay là cái cam quằn quằn đậm. Hoa vàng xả 65 luôn mấy chị ơi. Hoa vàng, lấy hoa vàng chứ hoa vàng giùm em 65. Hoa vàng. Hoa vàng, hoa vàng. Cam mà đúng không? Cam này đúng không bạn Lê? Tư tư hoa cam là hoa kia đó. Hoa cam đó đó. Còn cái cam này nè. Cam đúng không bạn Lê? Rồi hoa vàng. Ai lấy hoa vàng chút hoa vàng. Cái này là mango nè mấy bà. Hoa vàng cho Thịnh Phúc chưa? Cái này là mango cho chị tay ngắn nha. 85 ngàn à. Tỷ lệ bằng nhau. Cái này lâu xưa 95 1.5. Rồi xanh cho chị xả 85 ngàn. Ai lấy xanh chút xanh. Xanh chị 85 ngàn là mango nha. 63 cao 65. Xanh. Ai lấy xanh chút xanh. Hoa vàng của ai lấy cho biết. Hoa vàng Thịnh Phúc 65 để giá tiền mấy bà ơi. Hoa đỏ hàng còn nguyên ghi không là mấy bà. Hoa đỏ chị luôn 65 ngàn. Tay dài luôn nè. Tay dài luôn cho chị hoa đỏ cho chị 65k luôn. Ai lấy hoa đỏ chút hoa đỏ giùm chị. Hoa đỏ nha. Không phải. Rồi vậy lấy cái cam kia cho nó đi. Rồi lấy cam cam, cam kia. Cam kia cam sữa. Rồi. Ai lấy thì chốt không lấy thì để luôn. Xanh lợt. Ai lấy hoa xanh chút hoa xanh. Vậy bà lấy cái cam sữa phải không? Hoa đỏ là 65 cho Thịnh Phúc, còn Phúc để giá tiền cho bà Phúc. Để giá tiền đi cha. Rồi xanh hoa xanh nè. Dở tiết cái nắp luôn, đùi mẻ rồi trời.
đùi xả bà 50. Xanh đùi xả 50 ngàn. Hồi xưa là xỉ 60 lẻ 70 đó mấy bà. Xanh đùi còn 40, 4 bò xả. Rồi em có bò xanh. Ai lấy bò xanh, chút bò xanh nha mấy bà ơi. Bò xanh giùm em luôn 65k. Bò xanh là quần dài mà lụa đẹp cực kỳ luôn, xanh đùi cho bà Trinh. Xanh đùi cho bà Trinh, rồi bò xanh em xảo chị 65 luôn. Rồi lấy đỏ, chút đỏ, xanh đùi cho Thư Thư 50 luôn. Lô nó đẹp lắm luôn, thấy Tú là yên tâm, mấy bò hốt đẹp cực kỳ. Rồi chút chị là màu đỏ luôn nha, đỏ 65 ngàn luôn, ấy đỏ chút đỏ. Xanh bò ấy đỏ chút đỏ. Beo manh gồ chị nha, 85 ngàn chỉ lẻ bằng nhau, beo manh gồ chỉ còn 2 bộ. À, 72kg không có nha mấy bà. Rồi chút em beo đỏ là cao 65 lùng lùng 63, beo đỏ xả 85 chỉ lẻ bằng nhau, cái lô là 95 105 nha chị á. Mà xả là 85 luôn cho rồi đi. Rồi ai lấy beo đỏ, chút beo đỏ chị 85. Beo đỏ nha. À, chị ơi em xem manh gồ tay dài màu tối, đó beo đỏ đó đi cưng. Rồi lấy hồng chút hồng, beo đỏ là tối đó. Beo đỏ. Rồi ở đây chốt chị luôn là hồng xả 65 luôn. Hồng dài. Hồng dài 65 ngàn dùm chị luôn nha. Lấy hồng dài, chút hồng dài. Hồng dài chị sẽ có hoa xanh. Cái beo đỏ đó cưng, lấy beo đỏ đi. Beo đỏ tay dài. Rồi ở đây chốt chị là hoa xanh xả 65 luôn. Hồng dài hoa xanh. Tim xanh cho chị luôn nha. Tim xanh, tim xanh. Tim xanh cho chị, ai lấy tim xanh chút tim xanh. Rồi lấy hoa hồng chút hoa hồng luôn nè. Hoa hồng là đẹp ghê luôn mấy bà. Mango một tó, ok đợi chị chứ. Hoa xanh cho bà Thịnh Phúc 65. Rồi lấy hồng chút hồng chị nha. Hồng này hồng lửng đó chị xả 60. Hồng lửng 65kg nè. Lùng lùng 63. Hồng lửng xả 60. Rồi ai lấy beo chút beo chị xả 85 luôn nha. Beo kem. Beo kem là mango nè, à lấy beo chút beo chị nha, 85. Form 65 cái lùng lùng 63. Rồi beo kem chị xả 65, 85 chứ. Beo kem và cúc đen chị xả 85 hết luôn. Đây. Rồi ở chốt chị luôn là cúc đen xả 85. Rồi cúc đen, bê xanh và cúc đen. Ai à, lấy thì chốt, không lấy thì chờ cái mẫu bánh tiên rồi chị Thịnh Phúc đi chờ. Beo cho Thư Thư 85. Ngoài cái beo là chị có cái gì ta? Beo kem hết rồi mấy bà ơi, beo nó còn không, mấy bà chốt ba bốn cái beo vậy cho. Ừ. Rồi lấy xích chốt xích chị 85 luôn. Xích mango nè. Này là 95 105, xích xả 85. 46kg hả cưng? 46kg à, để mà chị coi coi mấy cái lụa nó cứ mập chừa. Xích xả 85. Rồi chốt chị là hoa trắng xả 85 luôn là mango hết á. Cái này chị bán 85 là mango nha. Rồi xích, xích con bộ này má ơi, lấy đầu hai bộ. Đây, bà xích màu tối lên cái màu này cho chị đây. Chữ nâu. Chữ nâu cho chị là 85 luôn nè. Mango nha. Chữ nâu là mango cho chị luôn á. 65kg lùng lùng 63, nâu chị 85 luôn. Hoa tím. Hoa tím là tay ngắn luôn rồi bà, 85 luôn. Hoa tím là 85 nha chị luôn. Rồi đi Mỹ Tho. Rồi hoa đen. Hoa đen nha chị 85 luôn. Hoa đen. Rồi ở chất chị là sọc xanh. Sọc xanh tay ngắn luôn mấy bà. Cái nào tay dài em chờ. 65 quần tới mắt cá không chị? Ờ nếu 65 chắc chị nghĩ tới quần tới mắt cá. Cái lô thấy Tú người ta mai quần dài lắm mấy cưng. Chị á, chị là mấy 55 ngàn là nó dài tới cái gót của chị á. Rồi tím nè. Ai lấy tím chút, tím chị 85. Tím 85. Cái hàng này hàng ta mai cho nên là form rất là dài, nó không có lửng lửng đâu nha. Form không có lửng lửng. Rồi, hoa tím. Chị Lê nó kiếm tay dài hoài luôn á thiệt. Hoa vàng á, chị luôn tay dài luôn là 65 ngàn, đẹp lắm nha bà. Hoa vàng, giải ha, thấy Tú mà cầm về mức ruột luôn. Mức ruột luôn cho chị nha. Hoa vàng, lấy hoa vàng, chút hoa vàng. Ai lấy hoa vàng thì chị Thanh Bình ơi, bà còn chổng ơi, Thanh Bình ơi. Mà để ghi mấy cái quần sọc đi, nãy con quay vô nó tìm nó mới đi ngủ rồi đó. Hoa vàng cho Thịnh Phúc nè. À con bộ đen này 85 ngàn cứ hốt đi, bé gì đâu rồi. Bilama tay dài nè cơm. Bé gì hốt nè, hoa xanh đẹp nè.
85k. Này để trong bé kia đủ đơn nha bà, mấy bà có sĩ có mua mấy nhường cho con gì quên rồi, con gì đâu rồi nè. Đó mango 85 nó hút đi. Mango hoa đen còn mấy bộ hoa đen trả cho bà 65.000 k. Hoa đen chị 65.000. Tay dài 99 còn không chị? Còn. Không có hoa xanh để trong bé kia nó có lấy chỗ đủ đơn á. Hoa đen tay ngắn luôn mấy bà 65.000. Hoa đen tay ngắn nè. Tay ngắn bà luôn rồi. Bà cứ có lấy ông bé thì có lấy cái đó, ông đó chị để cho sĩ à. Để cho sĩ à. Tay dài 99.000 là hàng xịn nha. Đó rồi. Ở xanh này cũng đẹp quá trời. Và hoa xanh cho Thư luôn. Hoa đen 65.000 cho Thịnh Phúc. Hoa xanh đó đúng. Xanh biển hả chị luôn 65.000 đẹp lắm cái lô thiệt với bà. Hốt đi rồi mấy bà ghiền. Thiệt luôn. Bà đói bụng hả? Đói bụng hả? Xanh biển tôi cũng đói bụng. Xanh biển đẹp lắm. 65k còn nguyên ghi luôn. Rồi bà nào thích hàng cao cấp hàng thịnh thịnh với bà vô cái này nha. Ê đầm 55.000 test cái nắp nha mấy bà. Cho bà đầm co đầm Latin 55.000 về mặt xài chơi. À ok đợi chị xíu đi. Đầm Latin gì 55.000 mấy bà tiệt luôn. 65kg huy vu. Ai lấy đầm hồng chút đầm hồng chị 55.000 sỉ lẻ bằng nhau. Này là tương tác. Rô siêu ơi con Quyên nãy giờ quên cái tiểu lô này nè trời. Hồng và màu xanh cho chị 55k nha. Ê cái này bị dướng nhẹ rồi. Cái này bị dướng nhẹ rồi. Nhà chị nói chị không biết luôn á. Ai lấy này chị xả 40 ngàn về mặt xài luôn đi. Đầm xả 40. Xả 40 còn đầm cam là 55. Ai lấy đầm gấu xanh cho chị luôn. Gấu xanh chị 55. Chỗ này đẹp lắm nha bà ơi. Đầm hồng cho Thảo Phan 55. Ai lấy đầm xám cho xả 40. Rồi xanh cho chị 55. Xanh thì có 3 con xanh luôn á. 3 con xanh cổ tròn. Trời ơi cái đầm này mặt sang hơn đầm con biết bao nhiêu mà nói nha. Sang ra sang đầm con biết bao nhiêu nói. Đầm hồng chị luôn nè. Đầm sơ mi luôn mấy bà ơi. 55.000 rụng nụ. Chết mẹ này tay ngắn rồi. Dài mà tay ngắn rồi mấy bà. Cái bộ này mà bà cổ chê cái bộ 99.000 chỉ có hai từ là nhất cái đó. À, đầm hồng 55.000 cho bà Kỳ Chính đầm hồng này ha. Hồng này mấy bà ơi. Rớt mấy bộ thôi bán mấy bà. Trời ơi có một dấu chấm nhỏ xíu luôn không nói bà không biết luôn nè. Bộ này chị xả cho mấy cưng mặt xài 80.000 đi. 80 65 cái đổ lại vừa. Cái bộ này là hàng Latin cao cấp nha. Xả 80. 80. Rồi tay dài màu đen nè, tay dài màu đen hàng 99 phải không mà lấy chưa? Cái tay dài này đen là 99, 109 chị nha, lô này đẹp cực kỳ. Trời đất ơi, có đồ buộc tóc luôn mấy bà ơi. À, ok. Đen cho chị 99, 109 nha, hàng Latin cao cấp. Latin cao cấp cho chị đen là sỉ 99, 109 cho chị luôn. Cái lô này đẹp dữ lắm nha bà ơi. Rồi đen, ở đây đen chút đen. Màu đen chị sẽ có màu cam luôn, lấy cam chút cam. Đen thư thư sỉ hay lẻ cơm sỉ là 99 là lẻ là 109 nha. Rồi chị có màu cam luôn 99 109 luôn, màu cam Latin cao cấp nha. Còn rất là nhiều nữa bạn. Đen. Hoa vàng mango cho chị luôn, hoa vàng mango xả 65.000 cam cho thư thư. Cam cho thư cam cho Lý Chương. Rồi vàng mango chị xả 65.000 luôn, vàng mango xả 65k. Trời ơi cái vàng bà chê em nha mấy bà. 65.000 là chị mango nha chứ không phải lụa đâu mấy chị. Ế xả đại, ho vàng mango xả bà 65.000 còn 5 bộ nè. Ho vàng. Đâu cưng thích lụa thì cưng qua cái lô lụa này rất đẹp 75.000 nhưng mà lụa rất là đẹp nha. Khỏi chê. Ai lấy cam sữa chút cam sữa chị luôn 75 nè. Mấy bà lẻ là 85. Cam sữa nha mấy bà, hút tay dài này về bán đi. Hình đẹp đẹp không à. Rồi lấy cam sữa chút cam sữa. Ê màu vàng chứ còn màu cam nè. Màu cam mấy bà 65.000 luôn nè. Hoa vàng 65 giờ phút luôn. Hoa vàng 65 cho bà Phúc. Rồi lấy chút chị là màu nâu đi. Màu nâu 65. Màu nâu 65. Cái kêu là hồng tay dài là cho chị là 75 lẻ 85. Hồng lấy hồng chút hồng. Ai lấy kem chút kem nha bà. Lô này lô đẹp cực kỳ luôn. Lô rất là đẹp. Mời chị lên satin cho satin thì 79. Rồi chút chị là kem mà lấy kem chút kem chị nha 75.
Rồi lấy kem chút kem hoa vàng 65 trang lê. Hoa vàng 65 trang lê. Trời ơi, hồi nãy giờ cưng cứ lên không, quần sọc đi lên kìa, sao mẹ không lấy quần sọc đi. Nãy giờ bị đâu vậy? Tao lên quần sọc cũng lấy này. Rồi xanh lợt chị luôn 75. Quần sọc hồi nãy chị lên kìa. Kem 85 đây chị Quanh. Kem cho Thịnh Phúc, ngủ quên tao lại mày luôn thiệt tình. Kem mai lấy. Rồi xanh lấy xanh chút xanh. Xanh mấy chị ơi 75 để 85 phô mày phun to vậy đẹp lắm nha. Xanh. Lấy không? Đã rồi, nãy chị để ghi xanh biển luôn. Xanh là xanh biển nè. À kem có hai người luôn rồi đó. Rồi xanh biển chị luôn nha. Trời ơi, tôi lên cái quần cho nó. Phô là phơm 62 cao có thể 65 phô to. Rồi chút hồng chị luôn. Áo lẻ để hồng, ở lấy hồng chút hồng. Hồng có hai bộ nha. Và xanh đen. Quần sọc kìa, quần sọc cứ lấy đủ màu đi, quần sọc hồi nãy đó nha. Xanh đen. Cái quần sọc dài nãy đó. Bé nó ủa sao tự nhiên kêu lên quần, tự nhiên tôi lên quần đi Mỹ hết trơn. Lên quần đi Mỹ hết trơn. Quần sọc á, quần sọc mới lai nãy mà rồi hỏi nó đâu rồi mà nó đi nó ngủ rồi đó. Cái quần sọc mới lai 85 ngàn đó trời ơi là trời. Satin dài cho chị luôn, lấy satin chút satin nha. Bơm có hai cái vừa satin, à lấy hồng chút hồng chị 79 ngàn. Hồng cho bà kỳ chín ra, lẻ 85 má. À, có bộ dài giá 55k không chị, làm gì có. À lấy hồng chút hồng 79 lẻ 85. Bơm 60 62 satin. À lấy hồng chút hồng. Hỏi gì ba mày cái quần tập đâu mới cái rộn. Đó nói sao đó ừ phải không. Hỏi gì ba. Rồi à lấy hồng chút hồng với chị luôn. Rồi à lấy chút cái này là màu cam. À lấy cam chút cam đi chị nha. Nó mất rượt luôn á mấy bà ơi. Rồi phơm 60-62 ký cho chị luôn. Cam 79-85. Rồi lấy cam chút cam nha. À lấy cam chút cam. À lấy hồng chút hồng. À lấy cam chút cam. Hồng cho Giang Phạm. Hồng cho Giang Phạm. Rồi à lấy xanh chút xanh. Xanh nha, lấy xanh chút xanh mấy bà ơi. Xanh satin á. Hồng. Rồi hãy chút hồng, cam và xanh. Hồng, cam và xanh. Ai nói chút chị là hồng. Trời ơi bán 170 nha bà. Bộ này bán tới 170 luôn á. Bộ đen giống nãy không. Tôi lại bà giờ bà hỏi không biết đường luôn. Tôi lại gì bà hỏi chứ tôi nói xong tôi quên rồi. Ai nói chút chị là hồng đậm luôn. Hồng lộng nè, 79-85 ngàn luôn. Hồng đậm. Hồng đậm mà hàng ở chân bông đó bà thấy không? Hồng đậm. Hồng đậm, hồng đậm. Rồi cam sữa. Cam sữa 79-85 phơm 60kg về. À lấy cam sữa, chút cam sữa nha mấy bà ơi. Cam sữa. Rồi chút gì xanh lợt. À lấy xanh lợt, cái xanh lợt. Xanh lợt này 62-63kg vừa luôn. Rồi cam sữa cho Lý Chương. Rồi xanh lợt. Xanh đen. Chị lên ca. Để kia bà tho lên cho mày. Xanh đen, xanh đen Latin cho chị luôn. Áo lẻ đúng không? Áo lẻ là vừa vừa hay là già già. Xanh đen. Cam sữa nè. Cái quần đó nè. Rồi. Rồi chúc chị luôn là màu xanh đen. Rồi chúc chị là hồng. À lấy hồng chút hồng chị luôn. Hồng, à lấy hồng chút hồng. 79-85 ngàn. Hồng. Rồi nó chết chị luôn là. À nó chết chị là bộ. Ồ này bị như thế này. Để chị nợ. Hai loại. Xanh lợt chị, xanh lợt cái Thảo Vi. Hồng. Rồi cái hàng này hàng gì biết không? Cái hàng mà hàng kêu bằng hàng Satat nha nè bà. Satat tới tiếp phẩm 95 còn rất là bộ xả bà luôn 90 đi. Phẩm này 60 ký về nhưng mà bộ này đẹp lắm nha, hàng Satat á mấy bà ơi đẹp cực kỳ. Bò đỏ xả bà 70. Bò đỏ xả 70. Bò đỏ xả 70. Satin luôn. Đó. Rồi cái quần sọc chỉ còn có ít 85 ngàn nè.
một cặp là đẹp muốn chết. Đó. À, ok, để ngày mai kiếm cho. Quần sọc nha. Đó, 85. Nó nhiều sọc lắm, nó cần lấy đủ sọc đi. Cái quần này là một tuần nó chỉ được có mấy chục quần thôi, bà không có nhiều đâu. Một tuần nó chỉ có mấy chục quần thôi. Sọc đen rồi sọc mà nhiều sọc lắm. À đó. Nó nhiều sọc, nó cần lấy đủ sọc đi. À, đủ sọc đi rồi à. Sơ mi. Nhân mà dùng cái cục sơ mi trắng thôi nha. Sọc rất là nhiều sọc. Đó, sọc đen, sọc đen, sọc đen, quần dài. Sơ mi là 55 ngàn nha, vải như vải xô vậy đó. Sọc quần ống rộng quá chị. Làm gì có sọc ống rộng mày. Hả mày, tao bán sọc ống nhỏ không, làm gì có sọc ống rộng không á. Quần sọc ống rộng làm gì tao có bán mày. Chỉ có quần đen ống rộng thôi. Rồi cái áo này cho chị là phơm 60kg đổ lại vừa. Ai sọc, à, sọc chút sọc cho chị luôn nè. 50.59 ngàn. Cái này chắc nó xả chứ sao mà lộn được. Rồi chị ơi, sao 2kg nghe vừa. Rồi ở chốt kìm chị là sọc cam 50.59, phơm là phơm đẹp nha. Sọc cho Thế Vinh. Sọc đen đó hả. Sọc cho Rosie. Cam chút cam, vải như vải vải xô à, rất là đẹp. Cam mà lấy cam chút cam. Cái sọc em thôi còn hết cái sọc đó sao bà ơi. Cái sọc đó còn, sọc cho chị Quyên. Út bỏ cái sọc chị Quyên vô đó một cái luôn đi. Cho ngày mai mấy bà lựa cam cho Quyên 50.059 ngàn. Rồi sọc cam cho Kỳ Chính. Rồi sọc đen và sọc xanh biển nha. Sọc vàng, sọc hồng. Sọc xanh biển, sọc đen, sọc vàng, sọc hồng. Sọc xanh lợt, sọc trắng. Sọc đen cho mọi người đứng đơn luôn. Xanh biển 50 luôn. Rồi chổng kinh cây áo đi nha. Cây áo này gần cái cục đồ á. Sọc trắng nha. Sọc đen cho ấy luôn. Sọc đen cho Quyên luôn. Không thể bỏ ba cái sọc đen cho chổng đi cho mai mai mới bà tách cũng được. Ngay cái chỗ đồ bộ á. À, xanh lợt, sọc trắng nè. Sọc trắng, sọc xanh lợt. Sọc trắng. Sọc trắng cho chị luôn. Còn chổng á nó có nhiều màu, đi thẳng vô. Ngay chỗ đồ bộ đó nó nguyên một cái cây sọc là dưới cái giò, vừa mở cửa cho nhìn. Đi liền đi, ta kêu là cứ ngồi cứ buộc hoài à. Cái gì ta kêu là biết ta phải đi liền. Chờ xíu đi bà, trong thời gian chờ tôi lên cái lộ này với bà coi. Cái gì đó với bà giờ. Trong thời gian chờ đợi bộ được bộ dài này mấy bà. Đợi xíu nha, đợi xíu nha. Sọc trắng đen. À, sơ mi dài luôn nha. Đợi xíu mắm. Sơ mi dài luôn. Bò hồng, chị xả bò hồng cho mấy cưng qua lấy bò hồng, chút bò hồng xả 70. Sao tiền á. Bò hồng xả 70 nha. Bò hồng, bò xanh, quét bò xả chơi đó rồi. Bò hồng, bò xanh chị xả 70 ngàn. Đợi xíu thì nó cũng có trùng trùng màu vậy á. Ủa sọc vàng sọc hồng chứ bà lấy ra chục sọc vàng này em rút. Rồi ai lấy chốt giùm chị luôn. Có xanh biển luôn. Xanh biển 79 ngàn. Bò hồng bò xanh cho dây tay. Trời ơi lô này lô 79 ngàn á. Mà ghét bò có xả nè, bò xanh lá là dây tay xả luôn cho cưng nè. Bò xanh lá xả luôn á. Mất mẹ đi. Trời ơi xanh biển 79 ngàn. Mà em ghét con bò quá trời ghét rồi. Rồi xanh biển 79.085 ngàn. Rồi màu hồng lấy hồng chút hồng cho chị luôn. Hồng dài luôn nè. Trời ơi còn mới rớt cái bùm. Rớt cái bùm nha mấy bà ơi. Hồng dài 79.085 luôn. Xanh lá luôn 70. À xanh lá luôn. Rồi ở chút xanh biển cho chị. Xanh biển cho Văn Văn. Rồi hồng dài. À lấy hồng chút hồng dài. À chút giùm chị là hồng ngắn 79.085. Cái nắp luôn. Rồi hồng ngắn cho chị luôn. Dâu xanh. Dâu xanh cho chị luôn nè. Dâu xanh lỡ rồi. Bán mấy bà 65 ngàn luôn. Dâu xanh satin nhỏ lên quần lỡ lộn vô à. Rồi hồng ngắn cho tay dâu. Anh đang cầm là hồng dài đó. Rồi hồng, còn hồng dài, hồng tay dài bà chê mấy bà. Hồng dài đẹp muốn chết. Ai lấy cam chút cam ngắn chị luôn. Xả cam ngắn lửng luôn này 65 ngàn luôn.
xanh với xả luôn. À, rồi chị cho mấy cưng là xanh nè, xanh dâu thôi là. Đi mới kéo. Sọc đen còn nha, nào hốt hốt nha. Đây nè. Sơ mi và nó trùng màu không. Chị cho cưng coi lại. Cam ngắn luôn, cam ngắn 65. Ôi trời ơi, bộ hồng ta dài đẹp muốn chết, mấy mày chê nó thiệt luôn á, không biết sao. Chị cho cưng coi lại. Rồi lấy cặp đen đúng không? Áo này 50 nha. Giải rất là ngon của bà, giải nó mát lắm á, giải này dễ mát là vải xô mới cưng biết vải xô. Sọc đen. Sọc đen là 50 nè, hút thêm đi nha. Đừng sọc trắng nè. Sọc xanh lợn nó có một mẫu thôi. Nó có một mẫu thôi mấy bà, không có nhiều mẫu đâu. Nhưng mà được cái là phơm nó bự lắm, dễ bán. Hồng dài chứ hứa nhị. Hồng dài chứ hứa nhị. 85.000. Sọc đen cho Lý Phương Thùy. Sọc đen Lý Phương Thùy, sọc vàng, sọc xanh lợt 50 bà ơi, sọc hồng, sọc xanh biển, trắng cho Lý Phương Thùy luôn. Sọc vàng nè, sọc vàng đẹp như chết. Rồi, sọc này là sọc sọc nhí. Sọc đen, sọc trắng. Sọc đen nè, sọc vàng cho bà Lý Phương Thùy luôn nè mấy bạn. À, cái này đâu có dúng đâu cưng, nó của nó lạ bo trước ngực á, có cái lô đó có xanh nhí nè, xanh nhí là cái lô này nè, đâu đó xanh nhí nè, sọc nhí 59.000, 59.000 các bà ơi, nó quên 50.000, lẻ 59.000, sọc đen cho ấy luôn nè, sọc đen nó có một màu hút nó biệt rẻ đó mấy bà, bỏ mới xuống chào tôi 50.000, tôi đâu có thèm lấy nghĩ gì, 50.000 về sao xỉ nè. Màu cam rất là to. Cái nhúng này nó đẹp chứ cưng không nhúng sao được tay dâu. Che được cái bụng. Chờ sơ mi hổm nay. Sọc đen cho kỳ chính vô. Đó, con này phong to giải mát. À, rồi, đó nó có dày nè bạn, trăm mấy chục cái một mẫu một á, phải hốt hết, không hốt không bán. Không hốt không bán chứ đâu. Rồi cái hồng này của thấy Tú xả cho bà luôn. Sơ mi kè cái sơ mi beo đen giục qua nha. Nó ừ. Rồi nó chúc chị là hồng Thái Tú nha. 60kg, 63kg hồng Thái Tú nè, 65.000 lấy bộ hồng chút hồng 65. Cái này tay ngắn rồi, giục cái cục nó đi. Giục cái cục ra nó đi. Cục bi manh gỗ gì đó. Còn bộ cô Tông Thái không chị, còn nó nằm trên kia rồi. Bây giờ tôi lên đô Victoria tôi like cho mấy bà mua không tôi like. Alo Victoria xả không? Hồng 65.000. 5 cái đủ màu lấy sọc. Nhỏ lớn luôn nha chị, ok. 50.000. Con sơ mi thường không chị có. Rồi cái này là beo cho chị 50 nè. À beo cho chị phơm này, phơm dưới 60kg nha, beo. À lấy beo, chút beo cho chị luôn. 50.000, hàng này nghiêm 110 nha. Beo chị 50 lẻ 50.000 lẻ 59.000. Rồi lấy beo chút beo, lấy vàng chút vàng chị luôn. 50 lẻ 59.000. Lấy đỏ chút đỏ chị luôn nè. Đỏ chút đỏ chị, đường đằng sau nó có cái bo. Đeo cho Rosy Nguyên 50. Rồi, ai lấy vàng chút vàng, lấy đỏ chút đỏ, ai lấy cam chút cam. Vàng cho 50 cho quay luôn. Ai lấy tím chị luôn nha. Tím chút tím. Ai lấy hoa vàng chút hoa vàng. Hoa vàng luôn, một mẫu một luôn, nhiều hoa đỏ cho quay luôn nè. Rồi beo kem chút beo kem chị luôn. Beo kem nha, nâu. Ai lấy nâu chút nâu. Ai lấy nâu chút nâu nha. Dập ly tay dâu lấy cục này đi tay dâu nè. Cái lô này 95 mà mẫu mới bò hổm luôn, có lấy cục này chị cho 85.000. Rồi đỏ đi, vàng chưa, có vàng chưa? Vàng rồi phải không? Qua cho tay ơi, cái mẫu này mẫu mới nè cưng, mẫu này mẫu mới bữa hổm luôn nè, con lấy cục đó cắn lại cái mấy bộ. Rồi có hoa vàng, hoa này mẫu mới tính tiên cho chị luôn nha, hoa xanh là 85 là 95. Xả cái áo cao màu vàng qua cho em mặc không vừa, cái đó ngày mai ai mấy bà nói với bà chứ giờ bó giò không hiểu đâu bà, dây mấy bà nói xả không có nhớ luôn. Phơm 60-62 cái hoa xanh là mẫu mới nha mấy bà. Hoa xanh nhí là mẫu mới cho chị luôn, 85 để 95 hoa xanh. Chị có còn có bộ gối sơ mi không hết trơn rồi ta. Gối sơ mi nãy còn bộ nào không? Rồi chốt chị luôn. Hoa xanh 85 để 95, hoa hồng.
ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng, ai lấy 3D tôi xả 3D chứ là 55.000 hết, trời ơi, đùi với nghe lửng bằng nhau. Rồi ai vàng chốt hoa vàng chị 85 mấy bà mẫu mới nha, 60kg về chị hoa vàng. À, có màu nào 70 đến 80kg không? 7 đến 80kg à, 7 đến 80kg ha. Kem lấy cục dập ly 85.000 tay tay dâu hết rồi mẹ ơi. Tôi kêu bà hốt cái đó, bà hốt mẹ nó cho rồi. Kem hoa đỏ 85 là 95 ok. Xả bà hết cho rồi. Xả hết thì đưa tiền cho bà để hoài. Rồi cam sữa, chút cam sữa. Lô này là lô cuối cùng là 3D bà ra, cho nên là tụi cung hốt 3D và bán bà lâu rồi á, nửa năm rồi. Bà đâu có ra 3D đâu, cam sữa chị 85 là 95. Cam sữa vô hoa vàng. Hoa vàng. Nhân like 3D đi nè, chị lên kiếm không ấy cho. Chị đi kiếm Tommy cho. 3D xả 55 chị lẻ bằng nhau đi. Lô mà hốt vậy bà, hốt 3 4 5 bộ nha, tao nói rồi đó. À rồi xanh à, like cái áo này cho qua luôn nha. Áo này 50 lẻ 59 rồi, like đó chứ. Đây rồi. Lấy trước thì xong rồi áo thua, áo thua kiểu cho. 3D là như thế. 55 chị lẻ bằng nhau. Đây dâu trăm sữa. Chị lên áo sơ mi xin đi. Tao tao được sơ mi. Để cho like áo tiếp nhung cho. Đây. Nè lấy xanh của xanh em nó về. Ngày xanh hình giúp em nha. Đây, xanh hình, ai lấy xanh hình chút xanh hình giúp em. 55 chỉ lẻ bằng nháp em nha mấy chị. Đấy, ai lấy xanh hình chút xanh hình giúp em. Đây mấy chị yêu ơi. Xanh hình nha. Chị nào lấy xanh hình chút xanh hình giúp em. Xanh hình em được ít bộ đấy, nhiều quá. Hết rồi, đó mấy đợi hốt đi đừng xin. Đấy, xanh cho chị dâu tây luôn. Hết rồi. Mà đâu có ra nữa đâu. Đây, bữa nay em có kem nha mấy chị. Kem nha, chị nào lấy kem chút kem giúp em. Đấy, kem kem mấy chị. Kem nha, dù nào lấy kem chút kem giúp em. Kem này vẫn là 55 mấy chị. Kem. Lô xả nó đi bệnh nhiều quá. Này là lô xả em chị. Đấy, ai lấy kem chút kem giúp em. Kem thì chị dâu tây luôn. Kem, đấy, em có kem nha. Kem và em có xanh. Kêu nào lấy xanh chút xanh giúp em. Cái này kêu bằng xanh 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 gấu nha. Nhiều ký, cái này là nhiều ký từ 65 kg này nè, kêu con quay hút lưu sơ mi 59.000 nè. Đây. Mấy chị nào lấy xanh nước xanh em nha. Cái này xanh chữ với em chịu. Xanh chữ. Cái này là 65 kg vừa luôn nha. Đây xanh gấu à. Đấy. Ai lấy xanh chút xanh giúp em. Chị go Có áo nam thể thể. Nè sơ mi 59.000 của hổng. Có em hết rồi chị ơi. Hết rồi. Đây chị ơi, vô sư quyên ơi. Lấy này được nè chị. Cái này áo sumi nè chị yêu. Đấy, này còn có 1 cục một nha. Giờ lấy hết, giờ là chốt em luôn chị ơi. Em còn được 1 cục. Cái này là như là 59 đó chị ơi. 59 cho em nha. Đây, cái này em có sọc nè chị. Có sọc nha, đầm hoa còn không em. Đầm hoa đợi giờ, em không biết nữa chị. Đấy. Đây là chị là à, đây chị ra sọc cho chị ơi, sư quyên luôn. Đấy. Này em có cái này kêu bằng sọc gấu mấy chị ơi. Sọc gấu nha, chị nào lấy sọc gấu chút sọc gấu giúp em. Sọc gấu vẫn có bộ veo nữa chị. Cái này là hàng 65 mấy chị, cái này là hàng xả nha. Cái này là 65 á. Đây bà em bán này mấy sumi gấu chị dâu tây luôn. Đấy, bảo đó em có beo mới chơi. Beo. Bảo em có beo nâu mới chơi. Beo nâu nha. Đấy, beo nâu, chút beo nâu giúp em. Beo nâu. Chiều nào lấy beo nâu, chút beo nâu giúp em nha. Beo nâu này vẫn là 59 mấy chị ơi. Đấy, beo nâu, 59 nha. 59. Bảo này em có vàng mấy chị. Vàng nha, vàng gấu. Chị nào lấy vàng gấu, chút vàng gấu giúp em. Đấy, beo. Beo cho chị dâu tây, nâu cho chị tiền lương. Rồi lấy 5 beo cho chị hơn. Vàng gấu cho chị Gucci White. Vàng gấu quá chị. Vàng gấu đây, vàng gấu nghe em hết rồi nha chị. Chị xem bộ beo lại nhân, lấy bộ beo lại con bố của bộ beo trắng trắng luôn. 5 sơ mi cho chị thơ hơn luôn. Đấy, beo em đây nãy em quên.
em lên cái em tưởng chị nào lấy em bước xuống. Đây mấy chị yêu ơi, beo nha, chịu nào lấy beo trắng, chứ beo trắng giúp em. Beo trắng này vẫn là 59 giúp em mấy chịu. Beo trắng này em còn được 2 cái. Em còn được 2 cái. Quả này em có hồng nữa chưa? Hồng hoa. Ai lấy hồng hoa, chút hồng hoa giúp em. Được cọc rồi còn này một. Ta lấy 5 cái mà. Ok. Đây hồng hoa mấy chị. Ai lấy hồng hoa, chút hồng hoa giúp em. Hồng hoa, hồng hoa. Bi bi trắng, beo trắng cho chị tiền lương luôn. Đây, cái này em có hoa mấy chị. Hoa hoa, hoa này vẫn là 59 giúp em nha chị. Gấu là 5 cái. Áo kim 49.000 này lấy 55 cùng đầm 45. Cái gì tiền lương luôn. Cái gì tư? Cục áo kiểu á 49.000 cho Nguyễn nữa cho ngủ đi. Ok. 49.55. Đây, cái này áo kiểu giúp em nha mấy chị. Đấy, áo kiểu này mới ra được cục nha. Giới nào lấy đỏ chút đỏ với em nè. Đỏ. Chiêu nào lấy đỏ chút đỏ với em nha. Cái này là giải xịn bao xịn luôn nha mấy chị. Đấy, đỏ. Ai lấy đỏ chút đỏ giúp em. Đỏ này của em vẫn là 49.55 với em nha mấy chị. 49.55. Ai lấy đỏ chút đỏ với em. Em có trắng mấy chị. Trắng nha. Chị nào lấy trắng chút trắng giúp em. Đấy, trắng mấy chị rồi. Trắng. Và em có vàng mấy chị. Em có vàng nha, trắng cho chị cô siêu quyên luôn. Đấy này giống hoa kiểu nha chế. Nên em cho màu chị coi nha. Vàng. Em có vàng. Ai lấy vàng chút vàng giúp em. Và em có đen mấy chị. Ê ê gớt. Trắng cho chị Thế Vinh. Trắng cho chị An Thi. Vàng cho chị Giang Phạm. Đây bạn có đen nè mấy chị. Đen này bao xịn nè mấy chế yêu. Đen cho chị Thế Vinh luôn. Cái đen nó bao xịn nha mấy chị. Đây trắng. Mấy cái nữa. Đấy đen nha mấy chị yêu ơi. Đen em còn ở đây nhiều lắm nha. Cái này mẫu nhiều lắm mấy chị tha hồ mà lựa. Đây đen. Ai lấy đen chút đen giúp em. Và em có màu kem mấy chị yêu ơi. Kem nha. Ai lấy kem chút kem em. Dạ là sỉ. Đen cho chị Lô Siêu Quyên luôn. Dạ này của em là 49 là sỉ, 55 là lẻ giúp em nha mấy chị. Đấy. Ai em còn đỏ mấy chị. Đỏ này bao đẹp á. Chế Lô Siêu Quyên coi chưa lấy. Lấy cho em chứ ơi. Đấy đỏ. Em còn ít đỏ đây. Bạn có kem mấy chị. Kem nha. Ai lấy kem chút kem giúp em. Kem của em ở đây hơi ít đó nha. Chứ nào nhanh tay lấy giúp em nha. Trắng cho chị Giang Phạm luôn. Đấy em có kem. Kem kem. Áo sơ mi beo với sọc sọc không em. À cái này là kem Thế Vinh. Chị có áo sơ mi beo và sọc không em. Em cũng biết luôn chị. Cái mẫu đó em mẫu nào em biết em mới giúp mấy chị nói được nha. Đây em có hơi cam mấy chị ơi. Cam mấy chị yêu. Ai lấy cam chút cam giúp em. Đấy cam nhỏ này là cam nhạt mấy chị. Ai lấy cam chút cam giúp em. Cam cam. Cam đây bà em còn trắng nữa chị ơi. Trắng. Đỏ. Còn vàng nữa chị yêu. Vàng nha. Ai lấy vàng chút vàng giúp em. Đỏ là đẹp mà chị cho mấy chị cũng lấy đỏ. Đây và còn cái cam như vậy. Cam. Và đen. Ai lấy đen chút đen giúp em. Đen đen. Đỏ đây. Đỏ em còn quá trời luôn. Đỏ quá trời luôn mấy chị. Đỏ nha chị. Rồi lấy đỏ chút đỏ với em nha mấy chị. Đỏ và vàng. Vàng vàng. Chị có áo không? Cái này là áo này chị Hơn. Áo là chị lấy áo nào chị yêu. Đấy này như của em là áo nè. Đấy. Ai lấy cam chút cam em nè. Cam vẫn là còn gì bố đập con bố. Mấy chị đừng viết đắt. Em đọc có được. Còn 3D không? Còn 3D không á. 3D còn ok chứ. Để em xíu em lên liền cho chị nha. Đang nằm dưới giò em. Đây. Chị yêu nào lấy cam chút cam em nè chị ơi. Cam mà cái mấy cái cam như cái đỏ đẹp mà mấy chị không lấy. Đấy, nãy em chưa có hồng luôn mấy chị. Nãy mấy chị chưa có hồng nha. Ai em ta lấy hồng chút hồng em nha. Ở đây được cái hồng duy nhất nha mấy chị yêu ơi. Đây hồng. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Hồng hồng. Chị nào lấy hồng chút hồng em. Dâu tay nhỏ đó nghe, đừng có dâu nghe. Em lên liền cho chị á. Ba đê cái giò thả nó lên hết đi. Dưới rồi. Rồi xong rồi lên hết 3D lên cái đầm 45.000 cho cái chú ý rồi nha. Ok. Đây. Mấy chị nào lấy này là hồng giúp em mấy chị. Hồng nha. Hồng chữ. Ai lấy hồng chữ chút hồng chữ với em. Này là 59.65 giúp em mấy chị rồi. Đây 59 là 50, 55 là sỉ lẻ bằng nhau. Đây. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Hồng nha. Hồng vậy.
hồng cho chị dâu tây luôn. Lấy hai ba bộ dâu tây đứt đuôi. Chị lấy hai ba bộ đi chế, cái này đứt đuôi đó. Em còn hai bộ hồng nè. Đây em còn đây bộ hồng nha. Bộ hồng này duy nhất. À, chị nào lấy hồng chút hồng em luôn. Hồng. Ai lấy hồng chút hồng em còn được bộ hồng nha. Còn em có hoa đen cho em mấy chị ơi. Hoa đen. Ai lấy hoa đen chút hoa đen giúp em. Hoa đen nha. Hoa đen này của em vẫn là giá gì mấy chị yêu. Đấy hoa đen nha mấy chị. Ai lấy hoa đen chút hoa đen giúp em. Hoa đen, hoa đen. Đây bỏ này. Và cái này là em có kem mấy chị ơi. Ai lấy kem thì chút kem giúp em. Đây kem mấy chị yêu. Kem nha mấy chị. Ai lấy kem chút kem giúp em nha. Kem nha. Kem này vẫn là 55 mấy chị. Ai lấy kem chút kem giúp em. 55 xỉ lẻ bằng nhau giúp em nha. Đấy, cái nào lấy kem chút kem giúp em. Kem. Bạn có trắng gấu á mấy chị ơi. Trắng gấu. Đen cho chị dâu tây luôn. Đây, bạn có trắng gấu nha chế. Trắng gấu như con này được bộ nha. Chị nào lấy trắng gấu chút trắng gấu giúp em. Trắng gấu. Này là phơm 65kg ăn vừa luôn nha mấy chị. Đây, trắng gấu. Kem cho chị Quanh Nguyễn luôn. Đây, bạn có trắng gấu mấy chị. Ai lấy trắng gấu chút trắng gấu giúp em. Trắng gấu. Cái này em có em chưa bằng cái này chưa bằng hoa vàng nha mấy chị yêu ơi. Hoa vàng đi. Ai lấy hoa vàng chút hoa vàng giúp em, trắng cho chị dâu tay luôn. Đây hoa vàng mấy chị. Hoa vàng này em còn ít bộ nha. Chị yêu nào lấy hoa vàng chút hoa vàng giúp em. Hoa vàng. Lấy em bộ tóc giả. Trời ơi tới nữa thiệt chứ. Mẹ ơi. Đây, hoa vàng. Có không? Trời ơi vàng cho chị dâu tay luôn. Vàng em còn được hai bộ mấy chị yêu. Ai lấy chốt em nha. Đừng hồi kêu lên sơ mi tay dài nữa nha. Tay dài gì mà giống cái thằng gì trên kia nó like đó. Đấy, hoa vàng. Bà em còn xanh mấy vậy. Xanh nha. Áo sơ mi tay dài ngắn cục tay. Trời ơi. Đây, ai lấy xanh chút xanh em mấy chị ơi. Xanh nha. Ai lấy xanh chút xanh em. Xanh này em còn bộ đây nha mấy chị yêu. Ai lấy xanh chút xanh em luôn đi. Còn một bộ á, lô này không còn đâu mấy chị lấy á. Đấy, xanh. Ai lấy xanh chút xanh giúp em. Xanh, mấy chị yêu nào lấy xanh chút xanh em nha mấy chị. Xanh, bởi em còn cục vàng mấy chị yêu. Em còn bộ cục vàng nè. Xanh cho chị ký chín luôn. Đây, để coi chị có số điện thoại chưa. Coi chị có số điện thoại chưa bộ. Bỏ rồi phải không? Rồi nãy chưa lên cửa phát rồi, áo phát này còn để nằm không? Đây mấy chị ơi, áo phát bao xịn luôn nha, xịn hơn gì rồi. Đây mấy chị ơi, áo phát nha mấy chị yêu. Đây, phát nha, chị nào lấy cái này là kêu quần guốc em mấy chị. Guốc nha, guốc này là 105 để 115 em nha mấy chị. Đấy, ai lấy guốc chút em. Guốc này giải bao xịn luôn nha, nãy tôi nói xịn hơn cái giải gì đó mà em quên rồi. Xịn hơn áo phát nào mà em quên nha mấy chị. Cái này là biết chắc chắn là sẽ xịn. Mấy chị lấy gút chút gút giúp em. Chị Go Siêu Quyên nè, dâu tây nè, hốt luôn nè chị yêu. Đấy, bạn em có xám nha mấy chị. Chị nào lấy xám chút xám giúp em. Xám. Có phát zin không? Phát zin hả? Phát zin chắc không còn đâu chị yêu ơi. Cái gì chắc không có đâu. Đấy, chị yêu là chị ra lấy xám chút xám em chị. Cái này đẹp quá chê. Cái này đẹp quá. Chị lấy cái lô này chưa chị dâu tây. Chưa lấy cái lô này chị. Đấy. Rồi chị nào lấy cái này là xanh nhớ với xanh em nha. Này kêu xanh ghiêu đi, nó hơi ghiêu cái gì kêu xanh ghiêu với em nha. Xanh ghiêu. Ghiêu nào lấy xanh ghiêu chút xanh ghiêu với em nè. Xanh ghiêu này vẫn là giá gì luôn nha. Đấy xanh ghiêu và em có xám. Và có tím nha mấy chị. Tím. Áo lẻ có size không cưng. Áo lẻ hả chị, áo lẻ không có size hết chứ. Áo lẻ không có size chứ tiền lương. Đấy. Đây và em có tím mấy chị ơi. Tím. Lấy chị bộ đồ em đang mặc, trời ơi. Phát xám. Xám cho chị Thí Kiều luôn, xám cho chị Trần Loan luôn. Trời ơi, cổ ra luôn à. Đấy. Áo phát à. Dạ vâng chị, xám cho chị Trần Loan luôn nè. Xám. Đây em có xám nữa chị yêu. Xám này bao đẹp luôn nha. Mấy này là bao xịn luôn mấy vậy. Chị nào lấy chốt em nha. Xanh bao xịn luôn. Đây lộn mấy cái đó xám mà cái này cái xanh như mấy vậy. Ở đây em còn cái xanh, chịu nào lấy xanh chút xanh giúp em. Này em còn được 3 bộ tím nữa mấy vậy. Cái tím này bao xịn luôn á.
hay là hồng guốc? Dây đầm đi, trong dây đầm. Hồng guốc, hồng guốc. Dây đầm 45 ngàn đi, xong đây đuổi theo. Đuổi theo là 85 nữa là đẹp lắm. Đầm bao nhiêu tôi? 45. Ta nãy giờ đang mà like cái áo quá rồi xa luôn. Đây. Có chị nào lấy này là đầm với em không chơi? Đầm đầm. Cho quay đi em ơi. Dạ vâng. Đây này đầm mới chơi. Hay là ai kêu lấy peo chút peo em nha. Đấy này đầm đẹp mới chơi. Cái này chỉ 45 đến 55 em nha. À 45 xỉ lẻ bằng nhau luôn mấy chị ơi. Đấy mấy chị nào lấy beo chút beo em nha. Beo. Beo 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 beo. Có áo lẻ tay dài không? Áo là lẻ tay dài chị ơi. Đợi em xíu nha chị ngồi đó chị đợi em xíu đi. Đợi em một xíu đi chị lựa cái lô đầm đi chị. 45 xỉ lẻ bằng nhau á. Mấy chị em lựa mấy chị tiết cái lô này á nha. Đấy. Và mấy chị nào lấy cái này là đen đen chim. Này có con này là đen hạt, đen dê, đen hạt. Ai lấy đen hạt chút, đen hạt chút em. Đen hạt, đen hạt. Để thằng nhỏ like mấy chị chọc nó hoài. Nó chạy bỏ bây giờ khà khà. Đầm đầm hoa 85 thì còn không em. À cũng lộn rồi. Đầm hoa hả? Hoa em cũng biết nằm đâu luôn mấy chị. Nào tư bỏ lên em mới like rồi chứ em không biết nằm đâu luôn chứ. Đấy em còn ba cái đầm đầm hạt nha. Đây. Đầm bao nhiêu ký em? Đầm hả chị? Để em đặt cho em coi liền luôn. Đầm đó em cũng quên hỏi nữa. Một gan, hai gan. Hai gan rưỡi, hai gan rưỡi chắc khoảng tầm... Đây này 65 ký cao mặt vào giúp em nha. Ai mà lùng lùng thì tầm khoảng 62 quay về giúp em mấy chị yêu. Đấy, chị nào lấy đầm vàng chút vàng giúp em nè. Vàng. Và em có xích đỏ. Chị yêu nào lấy xích đỏ chút xích đỏ giúp em. Chị ơi Bình ơi. Cái lô đẹp mà chị sao chị lấy chưa? Đấy. Em mặc thử cho xem. Trời ơi trời. Thôi đủ lắm anh còn mặn được. Đấy chị nào lấy xích đỏ em nè. Thấy không? Bặn vô giống liền luôn á, thấy không? Đưa lên đấy là giống rồi. Chị nào lấy đỏ chút đỏ em mấy chị yêu. Đỏ đỏ. Chị nào lấy đỏ xích đỏ giúp em. Đỏ, và em có xích mấy chị yêu ơi. Xích xích. Ai lấy xích xanh chút xích xanh giúp em nè mấy chị. Xích xanh. Và em có lon cam mấy chị yêu. Lon cam vàng cho chị Hứa Nhị luôn. Đây. Và này em có cam mấy chị. Cam. Vẫn là 45 xỉ lẻ bằng nhau giúp em. Cam. Và em có vàng mấy chị yêu. Vàng nha. Chị nào lấy vàng chút vàng giúp em. Vàng vàng. Vàng. Ở này nãy nó nhiều. Tám mươi lăm chín mươi lăm đây mấy chị ơi chị nắm này là cái này ống rộng quá chứ cái này là cái gì ống rộng đuổi đây chứ nào lấy đen chút đen với em mấy chị ơi đen này là đuổi giúp em nha đen cái này là lỡ số 2 nha ống rộng giúp em mấy chị đấy chị nào lấy đen chút đen giúp em đen này là 85-95 giúp em mấy chị yêu đấy đen chị nào lấy đen chút đen giúp em. Mà cái đen này cái giải nó mịn 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 luôn mấy chị. Mà mấy chị bỏ em đi đâu hết trơn vậy. Em hỏi Tư có áo phát áo có quần xì áo vú không? Quần xì áo vú. Chị Thu Thủy. Sao mày không mai cái đi? Mày lai áo lẻ cho đi. Hả lai là bộ đuổi. Đâu. Đen, đen hạt 45 cho chị hượt đi ra rồi. Có gì đây mấy chị ơi ai lấy xanh chút xanh em nữa chứ ơi xanh xanh chị nào lấy xanh chút xanh em xanh xanh có chị ơi Gucci Y còn đây chị nào lấy xanh chút xanh em xanh xanh đây xanh xanh nãy giờ em tưởng chị ra không có chịu đây lên áo ok chị ơi đi hỏi đây ai lấy đỏ chút đỏ em mấy chị ơi đỏ nha 45-55 em mấy chị ơi 50-59 nha mấy chị ơi đấy đỏ ai lấy đỏ chút đỏ giúp em đỏ đỏ xỉ lẻ bằng nhau mà xỉ lẻ bằng bằng nhau mà sao là sao chị đỏ cho chị ngô siêu nguyên luôn đấy bạn này em có cam đi mấy chị ơi cam nha ai lấy cam chút cam giúp em cam này vẫn là 50-59 giúp em mấy chị ơi cam cam đấy em còn được hai cái nữa chơi hai cam chị nào lấy cam chút cam giúp em đấy
cam cho chị luôn, cam đi chị tím bằng lăng luôn. Cái gì nhâm hai vậy mới cho nội? 1,5 tỷ. 1,5 lẻ 15 hả? Mày cần 1 tỷ mà. 1,5 thôi. Đây mấy chị nào lấy đen chút đen em nha mấy chị ơi. Đen đen, chiều nào lấy đen thì chút đen với em. Vẫn là giá gì luôn nha Thu Thủy. Em tập trung bán từ chủ. Trời ơi trời. Chị nhìn thấy mà hả? Đây mấy chị ơi. Giờ sợ nữa ha. Ố rồi nè. Đây mấy chị ơi, ai xanh chút xanh em nha chị. Nào xanh nhạt nha, mỗi xanh nãy mấy chị. Xanh xanh. Xanh xanh. Ôi mà cười. Chữ là chuyện thường tình. Đây ai này mấy chị nào lấy bi cam chút bi cam em chịu. Đây bi cam. Ai lấy bi cam chút bi cam giúp em. Bi cam. Bi cam tầm 45 có mấy màu. Tầm 45 có mấy màu hả chị? 7-8 màu nha chứ ơi. 7-8 màu đó chị lấy đủ màu đi chứ ơi. Cái đó đẹp đó chị. Đó chị lấy đủ màu giúp em đi. Chị lấy đủ màu chị để đủ màu giúp em nha. Đầm đủ màu là em lấy cho chế luôn. Đấy em có trắng mấy chị yêu ơi. Trắng nha. Chị yêu nào lấy trắng chút trắng giúp em. Trắng trắng trắng. Sao bữa nay chốt đơn cho chị mà không có 2 ghi quần u mì. Cái đó chị báo với ở bên chốt đơn hết chị. Chị nói em không giải quyết được đâu chứ. Đây trắng thì chị go siêu quyên luôn. Cái nào mà mấy chị thắc mắc về bên hàng đi á là mấy chị báo về bên chốt đơn mấy chị. Sáng mấy chị nhắn nha. Đấy. Ai lấy hồng guốc chút hồng guốc giúp em đây. Hồng guốc này vẫn là 50 lẻ 59 giúp em nha. Hồng guốc. Ai lấy hồng guốc chút hồng guốc giúp em. Hồng guốc và em có hồng nha mấy chị. Và em có hồng. Hồng cho chị Gucci Win luôn. Chị để đó hồng là hỏi cái này có hồng nè chị. Lấy hồng nha mấy chị ơi. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Hồng này vẫn là 50 lẻ 59 giúp em nha. Hồng. Bấm giá tiền hơn đi. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Hồng và em có xanh. Hồng hồng guốc bỏ nó ra đi. Là chỉ lấy hồng thì hồng guốc luôn không? Đấy em có xanh mấy chị yêu ơi. Xanh nha. Ai lấy xanh chút xanh giúp em. Xanh này của em vẫn là giá gì luôn nha. Xanh gì Gucci Win luôn. Lấy hai cái luôn được. Đấy phơm to không? Cái này là to nha chị. Này hơi này này là to mấy chị. Đây cái này em có cam mấy chị. Cái này là có bò mấy chị. Bò nha. Ai lấy bò chút bò em. Tầm khoảng 6-3 kg là mặc được cái vào chỗ về giúp em đi. Đấy bò. Ai lấy bò chút bò giúp em. Bò bò. Bò và cái này em có trắng với chị. Trắng nha. Còn có cam đây. Cam. Ai lấy cam thì chút cam giúp em. Cam cam. Chịu nào lấy cam chút cam em với chị ơi. Cam cam. Ai lấy cam thì chút cam giúp em. Cam. Quả này em có xanh với chị. Đây là xanh đậu nha. Tầm 45 cho chị coi màu lại được không. Ok luôn chị ơi. Đấy. Ai lấy xanh chút xanh em nha. Xanh. Xanh này của em vẫn là 45 nha mấy chị ơi. Xanh xanh. Nó xanh đậu với em đi mấy chị. Xanh đậu và hồng guốc mấy chị ơi. Hồng guốc. Chịu nào lấy hồng guốc chút hồng guốc giúp em. Đây hồng guốc cho mấy chị. Ai lấy hồng guốc chút hồng guốc giúp em. Hồng guốc xanh cho chị Gucci Win. Gucci Win. Bà nãy giờ đọc Gucci Win luôn. Đấy. Và em có đỏ mấy chị. Em có đỏ. Em còn một cái này đỏ duy nhất nha. Chị nào lấy đỏ chút đỏ giúp em. Đấy đỏ mấy chị. Ai lấy đỏ chút đỏ giúp em. Đỏ đỏ. Đỏ đó giúp em vẫn giá gì luôn nha. Chị nào lấy đỏ chút đỏ giúp em. Hãy kêu lên cục này hả. Cục này nhiều rồi. Đỏ chị go chi quay luôn. Để con cầm lại đi. Nãy tôi nói cục này nhiều thì tự không, 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 không. Okay. Mày đang lấy áo kiểu mình lấy đi. Áo kiểu nào còn không? Kìa bên đồ lên tay bãi này kìa. Đây. Cái này em có vàng mấy chị ơi. Vàng vàng. Cầm được coi cho bố. Được cho chị gì coi gì lấy ha. Đây bạn có vàng mấy chị ơi. Ai lấy vàng chút vàng giúp em. Đây vàng mấy chị ơi. Vàng vàng. Chị nào lấy vàng chút vàng giúp em nha. Vàng cam đỏ. Lấy cho chị hai ghi quần u mì lẻ 115 rồi mai chốt cho chị đi. Ok luôn chị ơi. Đây này chị. Cái này là vàng cho chị go si quay luôn. Nãy chị nào có đầm nha, đầm cái này là đầm nha chị ơi, đầm 45 nha. Nào lấy chốt em. Đấy. Đầm. Đầm vàng bao nhiêu ký vừa mặt vừa. Giá này tầm khoảng 63 ký quay về với em mấy chị ơi. Tầm khoảng 63 ký quay về với em đi. Đây bạn có xanh nha mấy chị ơi. Xanh xanh, ai lấy xanh thì chút xanh giúp em. Lấy xanh mấy chị ơi. Xanh. Chịu nào lấy xanh chút xanh giúp em.
xanh. Đây, cái này em có màu bò nữa vậy. Cái này là màu nâu chứ chứ. Nâu nha. Chị nào lấy nâu chút nâu giúp em. Nâu nâu. Nè nâu chính hiệu nữa chứ. Ai lấy nâu chút nâu giúp em nha. Nâu nâu, nâu này của em vẫn là giá gì nha mấy chiêu. Nâu và em có đen. Ai lấy đen thì chút đen giúp em. Đây đen nha mấy chiêu. Đây, đen. Đen của em vẫn là 50-59 giúp em nữa chị. Đen đen. Ai lấy đen thì chút đen giúp em. Đây bả này em có cam. Ai lấy cam chút cam giúp em đây. Cam cái gì? Cam này nó có giặt ly đó sao luôn cái gì. Đấy, bả này nó có phối nhiều thứ luôn á. Đấy cam nha. Chị nào lấy cam chút cam giúp em. Tầm 65-63 mặc được không? Tầm hả? Tầm. Được chị ơi. Được nha. Mà 65 là phải hơi cao cao nha chị. Là hơi cao cao xíu là mặc ok nha mấy chị. Cao xíu xíu là mặc ok. Đây rồi em có được 3 cái cam mấy chị. Ai lấy cam chút cam giúp em. Cam cam. Còn em có hồng mấy chị. Hồng nha. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Đây hồng mấy chị. Mấy chế nào lấy hồng chút hồng giúp em đây. Hồng hồng. Hồng. Hồng nó của em vẫn giá gì nha mấy chị. Hồng hồng. Đấy em có được nhiêu đó màu nha. Mấy chị nào lấy thì chốt em mấy chị. Đây bạn có bi nè mấy chị. Bi hồng gì go siêu quay luôn. Mấy cái lồi đẹp lắm mấy chị. Chứ mấy lọc tiếng lắm mấy nghe. Bi nè. Cái này bi em có được bộ nhất nha. Chị nào nhanh tay lấy giúp em nha. Đấy bi mấy chị ơi. Bi này vẫn là 50-59 giúp em nha. Bi cho chị go siêu quay luôn. Đây bạn này em có bộ hồng mấy chị. Hồng hồng. Ai lấy quà hồng chút hồng giúp em. Có bộ quần dài sát nách không ạ. Đây em cái này em có tím mấy chị. Ai lấy cái này là gút đi. Tím á, tím nhạt á chị. Ai lấy tím nhạt, tím nhạt em nha. Lấy cho chị lấy 8 màu cùng size 65kg. Là chị lấy cái lô đầm á chị. Đầm nó đâu có size đâu chị. Nó có gì thôi á chứ đâu có size đâu. Nếu chị là chị lấy đầm chút đầm em nha. Em bấm bill cho chị. Đầm là em không có size nha chứ yêu. Đầm em không có size. Đây mấy chế ơi. Cái này là tô tầm mấy chế. Phơm nhiều rồi. Đây nè tô tầm nha mấy chị. Phơm 60kg quay về giúp em nha. Tô tầm phơm 60kg giúp em. Đây, mấy bộ hút quá đi. Này em còn mấy bộ em xả mấy chị nha. Ok. Lấy cho chị đi bố. Đây mấy chị nào lấy cái này là hồng mấy chế. Hồng nha. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Cái này là đẹp lắm á mấy chị ơi. Hồng nha. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Đây hồng. Hồng này có em 55 hết nha mấy chị. Tỷ lẻ bằng nhau. Hồng. Cái gì? Ê, hồng. Ai lấy hồng chút hồng giúp em. Quả này em có cái này kêu là sọc vàng mấy chị. Ai lấy sọc vàng chút sọc vàng giúp em. Đây sọc vàng mấy chị. Sọc vàng. Sọc vàng này vẫn là 55 hết nha mấy chị. Tỷ lẻ bằng nhau. Cái này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị không lấy này là mấy chị tiếc á. Tại là sỉ xả ra mấy chị mới còn thôi nha. Chứ không không còn đâu á. Đấy bảo mấy chị nào lấy đen em chút đen em nha. 6 màu nó chỉ có 2 cái trùng màu được không? Sọc vàng cho chị go siêu quay luôn. Đấy. Còn mấy bộ mà mắm. Đây chị nào lấy này còn mấy bộ rồi chị. Này còn mấy bộ go siêu quay lấy hết chút hết giúp em chị ơi. Đấy chị nào lấy này là đen hình chút đen hình giúp em mấy chị ơi. Đen hình. Ai lấy đen hình chút đen hình giúp em. Đấy đen hình mấy chị. Đen hình. Đây bảo này em có bi mấy chị. Mày dùng bi đen giúp em nha. Bi đen bi đen. Ai lấy bi đen chút bi đen giúp em. Này 55. Đây này em có beo mấy chị. Beo nha. Này em dùng beo đen đi mấy chị. Ai lấy beo đen chút beo đen giúp em. Beo đen. Và em có beo nâu. Ai lấy beo nâu chút beo nâu giúp em. Beo nâu beo nâu. Và em có này là lon đi mấy chị. Lon nâu nha. Chị nào lấy lon nâu chút lon nâu giúp em. Lon nâu. Và em có bi xanh mấy chị yêu. Bi xanh nha. Chị nào lấy bi xanh chút bi xanh giúp em. Sọc vàng đó. Lấy sọc vàng kìa. Đây mấy chị nào lấy hả này gút chút gút của em mấy chị. Gút gút 55. Này nó giá nhiều tao quên. Đây mấy chị nào lấy áo chút áo của em mấy chị. Áo áo. Này là 55 giúp em mấy chị. 55 nha. Chị nào lấy áo chút áo giúp em. Đây cái này là đen giúp em mấy chị. Đen.
À lấy đen chút đen em, 55 với em mấy nhiêu rồi. Và em có beo đi gì? Beo vàng. À lấy beo vàng chút beo vàng giúp em đây. Beo vàng vẫn là 55 với em mấy nhiêu rồi. Beo vàng vàng, à lấy vàng chút vàng giúp em. Vàng vàng. Chị nào lấy vàng chút vàng, lấy vàng giúp em. Vàng. Vợ này em có đen mấy chị? À lấy đen chút đen giúp em. Đen. Và em có đỏ mấy chị? Đỏ. Chị nào lấy đỏ chút đỏ giúp em. Này là em ơi chị ơi, này kêu bằng beo đỏ với em mấy chiêu rồi. Beo đỏ. Vỏ này em có đen hoa mấy chị. Đen hoa, à lấy đen hoa chút đen hoa giúp em. Đen hoa. Và em có bi mấy chị. Bi đỏ nha. Chị nào lấy bi đỏ chút bi đỏ giúp em. Bi đỏ, bi đỏ. Bi đỏ và em có lon nâu. Chị nào lấy lon nâu chút lon nâu với em mấy chị. Lon nâu, lon nâu. Và em có này là trắng mấy chị. Mình kêu bằng trắng nha, trắng lợ lợ màu kem mấy chị. Đây, trắng. Chị nào lấy trắng, chút trắng giúp em. Cái này là trắng, trắng hoa mấy chị. Đây, trắng hoa nha. Chị nào lấy trắng hoa, chút trắng hoa giúp em. Trắng hoa. Bạn có bi đen mấy chị ơi. Bi đen nha. Chị nào lấy bi đen, chút bi đen giúp em. Bi đen, bi đen. Còn này có xanh mấy chị. Ai lấy xanh, chút xanh giúp em nha. Xanh, xanh. Kêu nào lấy xanh thì chút xanh giúp em. Xanh. Bảy có được nhiêu đó màu mấy chị. Chị nào lấy màu nào chút màu đối với em nha. Hay không? Rồi á, thấy chị không? Chấm cái cơm mới cưng. Lên gì cho mấy bà đây. Ủa cái lô này sao mấy bà không hút vô tay. Cái lô này mấy cưng là hàng gãy nhật nè. Quần dài ống rộng luôn. Cái lô này là chỉ có hàng sale mới có thôi nha. Cái lô này nó nằm trong cái lô mango á mấy bà. Nó mới có cái lô này cho là không có con nha. Cái này là gãy nhật. Gãy nhật phương. Ồ này bị dơ mẹ rồi. Để chữ TB út. TB. Rồi cái này là gãy nhật với chị nha. Đẹp hơn đủ luôn. Có này là có 385 để 95 thôi. Gãy nhật nha. Phơm là phơm hơi trung niên. Phơm 60kg đổ lại cho em không chơi mấy chị. Sao số 4 phơm 60kg đi. Xịn hơn là 7 đủ mấy chị ơi. Này 85. À, trắng hoa 62kg chị nghĩ vừa. Tại vì sao nó có cái bo á. Rồi, cái này là gãy nhật cho em mấy chị ơi, xịn hơn đủ nha. Cái này là quần dài cho chị luôn, 895. Rồi bà hốt đi bà. Lô này nó có nằm ở trong cái lô kia chứ gặp qua cái lô kia là mấy bà 90 hết trơn rồi. Vàng là 7 đuổi nè, form này khoảng 55, 57 lại cho chị. À lấy vàng chút vàng chị là 85 luôn nha. Vàng là 85 luôn nha. À lấy xanh chút xanh. Xanh chị có mấy bộ nè. Xanh là hàng gãy nhật rất là xịn luôn mấy bà. Gãy nhật rất là xịn. Đuổi vàng chị luôn là 85. Rồi ấy chút chị màu riêu cho 85 luôn. Cái này hàng trung niên nha. Hàng trung niên cho chị luôn. Lấy riêu chút riêu nha. Riêu riểu riêu riêu. Riêu nha. 85. Rồi chị có màu xanh luôn. Lấy xanh chút xanh. Đó phơm này ai mà tìm phơm cho mấy cái người mà nhỏ nhỏ 55-57kg á. À lấy cho hoa trắng cho Mỹ Quyền. Rồi ấy chút nha. Ai lấy thì chốt, không lấy thì ê, áo kiểu nó không, chị lên áo kiểu cho. Ê, cái hàng này hàng xịn đấy bà. Cái lô áo này hàng có tớp xốp nè. 50.59 ngàn. Oxy-Ox thì ý kiến nhưng mà mango xịn nha chị. Form 60kg vừa luôn, ấy đỏ chút đỏ 50.59 nha, hàng xịn nhưng mà nhìn cái tem. Nhìn cái tem áo đỏ chị 50.59. Áo đỏ, ai lấy đỏ chút đỏ chị có 3 cái. Cái bộ này không có size to. Có size to là chị có lô 99 nghìn, phơm số 6 nha. Rồi, hãy chốt nha mấy bà ơi. Ai lấy đỏ chốt đỏ 50.59 ngàn. Và lấy chốt chị là sọc nâu, lô áo thì đẹp lắm rồi, lô áo này áo xịn. Áo mà rất là sang luôn. Chị Cú Chi. Rồi, lấy nâu chốt nâu, nhìn cái tem nè mấy ba. Nè. Rồi, lấy nâu chốt nâu rồi chị sẽ có màu vàng. Ai lấy vàng chốt vàng nha chị. Vàng, vàng nha. Xịn hơn mango luôn mấy bà ơi. Xịn hơn mango luôn. Phơm to để chị thử chị 65 coi vừa không. Đúng rồi, cái này là hàng hiệu đó mấy bà. Hàng hiệu giá dĩa hè. 60 về quá chị 65 ký chị chật. 65 ký chật nha. Kích vú cho nên là cái này mới cần phải 60 thôi. 60 ký đổ lại. Chị 65 ký chị chật á. Vô là vô vừa nhưng mà nó chật. Nó chật đó mấy bà. Nó cũng được á nhưng mà nó cái này là 60kg là đẹp nhất tại nó có co giãn được nè. Có chứ.
tụi cưng qua tụi cưng lấy đi. Rồi ai lấy chốt không lấy thì nó ế. Rồi hoa canh sữa ai vô sao mới cưng hút lại nha. Bộ này 65.000 lụa đẹp nè, ai hút nè. Mấy bà lên satin đùi vô. Rồi cam sữa chỉ là 65.000 nha, lụa đẹp chị. Ai lấy cam sữa giúp cam sữa 65. Cam sữa 65.000 cho chị. Ai lấy cam sữa thì cam sữa. Cam sữa, cam sữa. Còn con gì còn chổng không chị lên áo cho nè bay. 50.59 nè. Con quay. Con quay. Rồi ơi, chị dạy sao bấm mày rảnh mày ngồi mày bấm Zalo chị đi. Đó Zalo chị đó, cũng bấm đi. Xanh nha, hàng tơ xước cho chị luôn nè, 50.59.000. Xanh là hàng bà già. Xanh form là ai cao cao 65 cái lại xanh chút xanh chị 50.59. Ai lấy xanh chút xanh. Ngoài xanh là chị sẽ có kem. Ai lấy kem chút kem đi chị nha. Đây, dúng tay rất là xịn nha bà. 50 luôn, 59. Rồi ai lấy xanh chút xanh, lấy kem chút kem. Ai lấy trắng chút trắng chị luôn, hàng tơ xước hàng xịn nè. Hàng tơ xước cho chị luôn. Đây. Ai lấy trắng chốt trắng với chị luôn, trắng. Trắng. Này còn chỗ không quay. Quay con quýt gì đâu rồi. Chỉ có màu đỏ luôn. Đỏ là cũng là hàng tơ xước cho chị luôn là 50.59.000. Ai lấy đỏ chút đỏ. Đỏ chút đỏ 10 giờ mới 10 giờ sao lâu dữ không? Bữa nay công nhận thời gian nó lâu hết dễ sợ luôn. Rất là lâu. Rất là lâu. Bộ xích đen mango chị xả mới cưng luôn 75k. Xích đen là hàng mango chị xả 75.000 nha. Form 62 cái vừa. Cái xích đen là hàng mango là 85 là 95. Rớt bộ em xả mới chị luôn là 75. Xích đen hàng mango nha. Ê có bác sĩ nào trong đây em chấm chuyện cái ơi. Chấm chuyện cái ơi. Rồi cho chị luôn là màu cam sữa cho chị luôn 85 là 95. Cam sữa là mango cánh tiên nè. Form 62 cái vừa nãy sĩ nào vô hỏi ta. Cái Thanh Bình á. Chứ Thanh Bình còn giỏng không ta? Nãy mới lên mà hỏi cánh tiên. Rồi cam sữa cho chị luôn. Lấy 85 là 95. Ô, tự nhiên giờ này đói bụng bị gì ba. Giảm cân mà cứ đói bụng giờ lên không chết mẹ rồi mấy bà. Trời ơi hoa. Rồi bà lại chốt giùm chị là hoa đen. Không phải là hoa đen đi kêu đại. Chứ Thanh Bình còn giỏng không? Trời ơi. Mà biết không mấy bà quay quá. Bà đội này đội kia like hoài. Không có hết cỡ nổi luôn. Rồi bà nào hốt hốt quế nha. Ai lấy này hốt không hốt vậy ấy. Giờ anh thấy cái đường lai gì cho mấy bà luôn rồi. Hết cái đường gấp mồi. Rồi xanh đậm cho em. Xanh đậm, xanh đậm. Ai lấy xanh đậm thì chốt xanh đậm mấy chị ơi. Xanh đậm, xanh đậm luôn. Kiếm gì em ăn mà đói bụng quá. Lỡ rồi lỡ bán mấy bà 70. À, 6 bộ số 3 màu sáng làm như có 6 bộ số 3 màu sáng vậy lấy mấy bộ đó đi. Còn đâu? Thanh đậm lửng sao 70. À, bỏ lựa đi chị ơi, cái lô này còn rơi rơi rớt rớt nè, lấy cho chị luôn nè. 85.000 đó, mấy bộ đi. Màu sáng à, chị phải lấy cái lô à. Chị lấy đuổi không? Đuổi có tay à. 5 bộ. Chị nào lên satin, em lên satin đùi cho mấy chị. Sơ mi hả? Sơ mi nãy đi vòng vòng kho và kiếm không biết sơ mi nằm phương trà nào. Không không chị ơi. Phải bộ đó đâu, một bộ nè. Có ba bộ thôi. Một bộ, hai bộ, ba bộ giữa đó. Đúng rồi. Hết trơn rồi, cái đó còn mấy bộ thôi, chị lấy đỡ đi, có mấy bộ đó đó. 85. Lên satin đùi, satin tà le cho mấy bà đi. Form này form 60kg nha mấy chị ơi. 60-62 cái lại cho em. Ai lấy xanh chốt xanh nha. Đó, ai lấy xanh chốt xanh cho em. Xanh bán với bà 60.000 nè. Xanh 60.000 cho em. Ai lấy xanh chốt xanh. Ai lấy xanh thì chốt xanh. Rồi form này 65kg vừa. Lấy bộ đen chốt bộ đen cho em. Ai bộ đen chốt bộ đen. Mấy bà bán bộ đen bà 65.000 luôn. Xanh 60 đen 65. À, xanh 60 cho chị quanh lễ 65 mà có bi la ma nam không chị? Không mi
My ơi, đầm hoa kìa My. Đầm hoa 85 ngàn kìa, xếp kìa. Đó, lấy cam, chút cam gắm chị luôn, gắm cam. Gắm cam dài cho chị 79 ngàn. My ơi, My ơi, lên đầm hoa chị lên lại cho My. Đầm hoa 85 ngàn kìa con. Con xuông xuông eo to không à. Rồi chút bộ tím, là bộ tím chứ bộ tím chết mẹ, bộ tím lộn vô nè mấy bà. Bộ tím là form bé nha, bộ tím này form 40kg à. Rồi bán mấy cưng luôn là bộ này luôn là sắp chục. Lên bi đầm hoa chị lên cho. Gắm cam 79 ngàn, gắm hồng chị luôn 79 ngàn. 79 ngàn lên tăng đầm cho. Gắm hồng. Đầm hoa mới về nha. Rồi 79 ngàn. Rồi ai lấy ra đỏ đôi, chút đỏ đôi chị. Do dục lại cái đầm đi các bạn. Dục lại cái đầm, lấy cái đầm đỏ đô. Mấy bà đỏ đô chị phơm 60kg đổ lại chị 79 ngàn nha. Đổ đô, bộ lô đổ đô đẹp lắm nha mấy bà. Quá trời bộ đồ không. My lên là cho vụ My đậm xíu ơi. Đầm nó có gần 10 màu. Có đầm màu, đầm kem. Đầm này á, 85 ngàn là đẹp, rất là đẹp, đầm lụa nha mấy cưng. Màu bơ. Màu bơ cho chị luôn. 2X không mà phơm, không có phơm nhỏ. Đó. Mà đầm dài lắm nha. Đầm dài và hàng xịn, hàng đẹp, đàng hoàng, lụa là nhức nách chứ không phải là đùa người ta tào lao đâu. Cái tùng nó rất là rộng luôn, vàng nha chị. Ai lấy vàng chút vàng 85. Vàng 85 nha. Ai lấy vàng chút vàng. Nó màu vàng như là màu bơ ấy. Màu vàng cũng được, màu kem nè. Màu kem này em cũng từ 85 nha, form rất là to. Cưng thấy cái tùng mà đầm không? Nè. Rộng vậy đó, giờ cứ đầm cao cao xòe xòe á. Ai lấy đầm kem chứ đầm kem chị 85. Vàng kem mà lấy tím chút tím với chị luôn. Form nó dài. Rất là dài luôn á. Nè. Nó dài, thiệt là dài luôn. Lấy đủ màu cho ấy luôn, rồi lấy cái màu đi. Có sơ mi nam trắng 90kg không chị, đầm đỏ nè. Đầm trắng, đầm kem, đầm đen. Nè. Lụa nè, nó mứt rượt luôn. Rồi nha. Rồi chị sẽ có đầm hoa đây. Nè, không phải là trắng đâu, nhưng mà chị kêu trắng đó là hoa nu, hoa nít gì á. Đẹp không à. Lấy mỗi màu 2, em lấy một cái được. 85 vậy quá trời. À, có lấy mango không? Cái loại mango là nhúng meo mà hàng mango 95 ngàn cưng lấy không? Còn có đó có đủ màu luôn. Đỏ cho Tuyết Mai. Vàng lợt nè. Cái này là lụa, lụa mango, còn cái kia là mango 95 nhưng mà có nhúng meo. Vàng là tím và màu đen nha chị luôn nha, nó có màu kem. Nó có màu kem và màu màu đen. Đủ màu 20 đầm ok cưng. Trời ơi. Rất là to, nó có màu đen màu kem nữa đó. Màu đen và màu kem luôn á. Màu đen màu kem còn cái Giang ơi. My có lấy trắng cho xước cho áo kiểu chưa? Nó có cái lô à. Lê nành 95 nè. Hàng lê nành là hàng xịn nha. Là Út lấy cái đầm đen với đầm kem không Út? Đã có đầm kem shipy đẹp 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 nha không? Với đầm đen á, lấy cái đó cắt lên luôn đi. Lê nành hàng này hàng 95 nhưng mà hàng xịn đó cưng. Hàng này hàng là hàng của Top Shop đấy bà biết không? Đầm đen 95 ngàn, lấy đen chút đen chị. Vụ kỹ khô, vụ ngon không đó. Hàng này hàng 95 nha. Hàng 95 là do đài mango, hàng nguyên ri, hàng đặc may. Trời ơi, cái lô nó đủ màu đấy bà ơi. Nó mắc là do hàng nghiêm á. Mà hàng mango xịn hơn hàng lụa mango nha. Cái lô này là hàng 95. Nguyên ghi đủ màu luôn nha chị. Nè. Quan trọng là ở dưới nó có cái eo. Một đen cho bà Lê Diền luôn 95 nè, bà thấy không? Kéo ra eo cả trăm nha. Tiền nào của đó 95 đó chiên nó phải hơn 85 rồi mấy cưng. Đẹp cực kỳ, màu xanh. Cái này là hàng 95 1.5 cho chị. Rồi nó sẽ có màu hồng luôn này, hàng nguyên ghi là biết là ngon rồi nè. Màu đen, màu vàng, màu xanh xanh biển nha, nó có 5 màu và màu đỏ.
màu đỏ và màu xanh biển hả chị luôn. Ý da, màu kem nãy đó, màu đỏ luôn nè. Này là mango, mango nha. Này nó có cái eo thun ở mặt cũng được, mặt mặt cũng được, già mặt cũng được và trẻ mặt cũng được. Này là mango nè. Đó. Rồi ở đây hốt mới để luôn, không lấy thì ê. Nghĩ sao 70 kg má, nghĩ sao 70 kg. Làm kem nữa kìa, làm kem kìa bà ơi, phải không? Ủa cái làm kem đó, làm kem nãy còn 7-8 cái luôn á, làm kem dập ly đẹp lắm. Áo kiểu đẹp quá trời nè, 50-59 nha các bạn. Không, bởi cái lô nó 95 nè. Nè, đủ màu 20 cái thì chị lấy để màu 2. Bỏ cái màu đen ra, màu đen đâu phải đâu. Màu đen hàng lên nền nè. Tầm von nó đang like mấy bà. Còn cái sơ mi này là hàng 50 cho chị nè, hàng cái này là kêu bằng sơ mi xô. Để xô nha bà nha, dễ 50. Đây. Form này được cái là form rất là to. Hồi nãy hôm nay rồi bà nào vô 6 mình mua lại. Form được rất là bự. Này chắc là 65 kg vừa luôn. Vừa thiệt chứ giỡn, tôi mặc thử cái vừa. Vừa luôn mấy bà. Mặc vừa luôn nè. Vô 65 kg tôi mặc vừa luôn nè, áo nè. 50-59 ngàn nha. Đó. Kiểu là kiểu đơn giản nha chị, vải mát nha, đẹp hơn lụa. Vải này vải đẹp hơn vải lụa đó mấy bà. Đủ màu, hàng ghi của nó nguyên ghi đủ màu nè. Cái này là 50-59, ví dụ đang ra mặt là màu vàng, bà thấy không? Tướng tôi là 53 kg mà mấy tôi 65 kg tôi mặc vừa. Đó, bà hốt rồi, bà hốt. Màu hồng. Rất là nhiều màu, màu xanh biển nè. Màu xanh lợt, vải xô nè, vải xô mặt mát cực kỳ. Rồi màu trắng nè bà, màu đen. Rất là nhiều màu luôn. Ủa con Rosie, ê con Mimi cho nó coi đầm 45 ngàn mà hút đi qua con Mi. Đầm 45 ngàn mà đầm lụa đẹp lắm cưng. Đầm lụa luôn nhưng mà lô đó là hàng với bà coi nè. Đâu người ta cứ đưa cái cục đầm lụa cho con Mi coi coi có 7-8 màu con hút đại đi. 45 ngàn rẻ lắm. Cái cục đầm lụa đó. Ừ đúng rồi. Mẹ mất trái giật nè. Có tiền á. Nè cái beo nè, cái đầm này lụa mà mấy nhìn cái tem nè, 45 ngàn vô đập xuông cưng, đập xuông rất là đẹp luôn á Mi. Nè cưng nhìn tem là cưng biết hàng xịn nè, chứ không phải là mấy cưng nghe 45 ngàn là. Tại vì hàng này nhầm cái lò nó sale thì nó sẽ rẻ nha. Tao đang bán đó 50-59. Nè mấy chị thấy không? Đó. Cái này là beo cho chị, nhưng mà cái này là 7-8 màu, nhưng mà cái này 45 ngàn nó rẻ thiệt. Là do cái lô này tương tác nha bà. Sơ mi von hả chị? Sơ mi von em có hay không nhỏ không à chị ơi? Nó rất là nhiều màu, ví dụ như beo nè ha. Nó có hạt đen xanh biển nè. Má mắt trái giật dữ quá nè. Tiền nhiều lắm nè. Giật mà bạc luôn. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Xanh biển và cam nè. Beo cho Mi Hiền 45. Rồi lấy cam, chút cam luôn này đẹp lắm cưng. Hốt đi. Vàng nè, đỏ nè. Ừ, nó có xanh biển rồi, nó có rất là 7-8 màu nữa, nhưng mà đẹp. 45 ngàn là rẻ, thiệt là rẻ luôn á. Rẻ thiệt là rẻ luôn, tại vì cái lô này mấy cưng biết rồi, nó xịn. Cam, cam cho Mi 45. Cam cho Mi 45, rồi lấy cam rồi. À. Còn cô cái áo cam này chế quanh. Cái lô này giống như em đem để em kiếm em tương tác đầu like á mấy bà. Vàng cho tiết mai. Vàng cho tiết mai. À mình 55 kg. Sơ mi von hả? Cái gì cũng có, dễ nằm phương, nằm phương về nào. 65 kg mấy chị cao vừa luôn á. Em mặc vừa mà. Mặc vừa mà mấy bà. Áo 50 nè. À lấy áo, chút áo giùm em 50-59 ngàn áo. Áo cam. Sơ mi von mấy chị cam. À lấy cam, chút cam 50-59. Có xích đen nữa, cười dùm cái xích đen qua cho nha. Xích đen, xích đỏ cơ. Rồi áo trắng giùm em 50-59 mấy chị ơi. Rồi nó có xích đen mấy chị ơi. Hàng 45 ngàn mấy bà nghe đi, nó đẹp lắm. Nè.
ai ốm thì tụi mấy bà mặc cũng được, mấy bà lấy cọng dây rồi thắt vô, còn mặc thì khỏi cần. Con hạt cho My Huyền 45.000. Con hạt cho My Huyền 45.000 rẻ muốn chết luôn. Này đầu lai là giống như mấy cái lô áo đem về vậy. Rồi xích đen nha chị luôn, đeo hồng nha, có 45.000 hốt đừng, không cần có suy nghĩ luôn. Bà nào cầm cái đầm này về xấu trả chị, nói vậy là biết rồi đó, nói vậy là biết rồi đó mấy bà. Nè em chưa biết làm phương trình nào luôn mấy bạn. Áo cam đẹp, áo trắng đẹp, mấy bạn lấy mấy bà. Hồng cho chị luôn, 50-59 của em, 60 kg về lấy hồng chút hồng. Hồng áo đỏ nè, áo đỏ chút đỏ. Quần xịn 60 kg đỏ và cam. 45 có màu trơn không chị xong. Ê ê ê, đầm này 55 đẹp lắm nè, My hút đi, My mà hút mẹ 20 cái gì mẹ. Ê cái đầm nó có 35 cái, không có nhiều đâu. Ê cái đầm sơ mi đây nè, 55.000 mà cực kỳ đẹp cho chị luôn. Cổ tròn với kiểu này nè, dám tua đâu, mà chưa có 6 gỗ má ơi, 8 gỗ rồi nè. Cái lô này cưng có ba mấy cái, cưng hút đi có 55.000 nè My. Ôi la tinh, nó có cổ này với cổ tròn. Ê, cục này sơ mi không là hút lẹ đi chứ, nó cục là coi cục sơ mi luôn mà nhiều màu thôi, có 55.000. Hồi xưa là xỉ tới 85-95 luôn á nè cưng. Ê ơi cái này 55.000 sao tin mà không hút với bà Tiết nha. Phân bự lắm, trầm sơ mi có một cục nè. À, cái cục đầm nãy còn đâu ta, nãy có cổ tròn đâu, cổ tròn có lộn có mấy cái thôi, nhưng mà ở đâu ba cho được có 35 cái, không có nhiều đâu, 35 cái thôi. Đây nè, ê ê ê, ủa nãy 35 có nhiều vậy ta. Ờ à, nói chung là này đẹp đẹp không à, mấy bà muốn tắt nhiều cái, nhưng mà lô này 55 đẹp rẻ lắm luôn á, lô 55 rẻ lắm luôn mấy bà ơi, không ai bán đầm này 55.000 đâu nha mấy bà, rất là xịn luôn. Bà nóng sách rã nhưng mà này hot mà. Nói chung là rất là nhiều hình như vậy luôn, 55.000 bà, hình xanh, hình hồng. Quá trời, mặc xuống nhà hơi bị sang. Nhà hơi bị sang nha. Đó. Tám đâu các kiểu nè. Rất là nhiều. Rồi áo đen, áo trắng chị là 50-59.000 luôn. 5 cái cho chế tám phan 55.000. Áo đen giùm em 50-59.000. Áo đen rất là xịn luôn. Áo đen, áo đen đó chị. Mắt trái giật chế tấm phan vô liền luôn á. Mắt trái giật chế tấm phan vô. Trắng giùm em 50-59 đó chị nha. Áo này thì cái mới mấy bà nha. Đó, lên mạng đi mua 180. Rồi đen trắng cho em. Rồi lấy hồng chút hồng 50-59 cho em luôn. Lấy hồng chút hồng, hồng ngoài hồng, anh lấy hồng chút hồng cho em. Rồi anh lấy rút chút rút cho em luôn nè. Lên Bilama đi à. Ôi Bilama lại gì lên đấy muốn chết luôn, mắm nổ hết trơn luôn á Su. Anh lấy rút chút rút chị luôn, rút chút rút. Em có màu cam, em có màu xanh lợt, màu trắng này bon đẹp lắm này chị, áo trắng này đẹp lắm này. Mấy chị lên cái gì mấy chị nói đi, một phát ăn ngay luôn. Lô này đẹp nha, hồng chị bán cho mấy đứa 65 nè, mấy tu đây. Hồng tay ngắn nha mấy chị ơi, 65k. Cái lô đời xưa phải 75-85 nha mấy chị nha, không có 65.000 đâu. Hồng ai lấy đỏ chút đỏ chị luôn. Đầm chị là Latin, đầm Latin chị đẹp, đẹp nha. Ai lấy đỏ chút đỏ giùm em, 65 phơm, 65 cái lùng lùng 63 ha, 65k luôn. Gọi chút chị là đầm, gọi cái hồng chút hồng, mấy đỏ chút đỏ chị ơi. Sơ mi, sơ mi cũng có luôn á, sơ mi nằm phun chờ nao, nằm tà le học mấy à, nằm tà le học mấy à mấy cưng. Mấy chị ơi, mấy chị sao mấy bà không lấy đầm anh gồ với bà mặc nè, bán nè. Trời ơi, đầm anh gồ 95 không mắc đâu mấy bà ơi, hàng nghiêm mà. Bây giờ hàng sale nó không có đâu.
mango mấy chị mẫu mật lấy cái nắp luôn là 95 năm mắt đó mấy chị này. Giờ cái màn sale mà xưa giống 75, 85 giờ nó không còn. Hàng này là hàng đặc mai á mấy bà ơi. Hàng đặc mai á, cho nên là một ri nó sẽ đủ màu. Một ri nó đủ màu giùm em nè. Đó. Màu đen, màu xanh biển, màu vàng, màu hồng. Màu vàng, màu hồng nha. Chú Tấm Phan ơi, chú Tấm Phan lấy cái quần loe vậy. Tấm Phan bán 115 ngàn, đại 120 ngàn mà đẹp cực kỳ. Anh ơi, lục cái ri lại. Cái này em bán nguyên ri. Mà cái ri này á, thấy chị biết ha, sĩ nào mua về cũng phải quay lại hỏi lần hai hết. Đẹp cực kỳ. Đặt khẩm đại giờ mới có lại nè, nhưng mà không có bán lẻ luôn nha. Chị nhìn cái chất quần của nó nè mấy chị nè. Đẹp lắm. Mấy chị đừng nghe 120, tại vì hàng im mà. Hàng im mà mấy chị, cho nên là giờ. Đây. Hàng im cho em nha. Quần loe cho em nè. Cái này là hàng đại là 120, nhưng mà hàng của nó đẹp mà nó chỉ là đẹp rưng rức. Sĩ nào mua về cũng lên người là 4-5 ri làm lại hoài cho nên em về lại lần 2. Cái ri em đang like là ri phơm đại nha mấy chị, là từ có thể là 70-75 cái cũng vừa. Còn chị nào muốn lấy phơm nhỏ thì á, nó sẽ ri phơm thường từ S đến size 2X, cái đó là 115. Còn ri đại này lưng cao hai nút luôn giùm em luôn, là cái ri đại là 120, nhưng mà em bán nguyên ri, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn á. Nó chị nó hốt rồi hốt không hốt là mế luôn. Nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Hồng đùi bán mấy chị 55 ngàn. Cái đó đó chị hốt thử một ri thường, một ri đại vậy mấy chị bán nữa coi. Đẹp lắm. Cái lô đó đắp lô đó em về là đang nợ sỉ luôn. Đang nợ mấy bà sỉ quá cái lô đó. Mà bữa nay có ri phơm đại về. Là hàng là lò may ra là hàng im luôn, đang ăn chợ luôn mấy chị. Chứ không phải là người rớt đâu. Lô rất là đẹp. Rồi chị lấy chốt giùm em bộ hồng tỷ lẻ bằng nhau 55 ngàn nữa. Hồng. Ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 55k giùm em bộ đùi. Hồng giùm em 55 ngàn. Mấy chị thấy em không? Mấy chị em ru quà em buồn quá đi. Mấy chị thấy em không mấy bà ơi? Mới có 10 giờ rưỡi à. Có không? Rồi hồng giùm em, lấy hồng chút hồng 55 lụa đẹp nha, cơm to. Hồng, ai lấy hồng chút hồng. Rồi ai chốt giùm em là bi, chốt bi, bi là tay ngắn giùm em luôn. 65k. Bi 65 ngàn Việt Nam đồng. Bi ở lấy bi chốt bi. Bi bỉ bì bi. Rồi. Ai lấy bi chốt bi cho em. Rồi xanh đùi giùm em 55 luôn mấy chị. Xanh đùi luôn 55 ngàn nha. Cái quần trắng gom lại đi, bỏ vô cái rổ đi để trả lại. Quần vẫn có size trên sao bán. Ai ai. Bỏ vô cái rổ đó, cái rổ bỏ vô. Mai đóng lại. Để đi, mai đóng lại. Bỏ cho nó gọn. Rồi xanh giùm em 55 ngàn mấy chị, ai lấy xanh chút xanh. Bữa nay không thấy bà sĩ nào hết trơn ha. Quần e, quần le hổng đâu, bà tắt vào trong kim ngọt chưa? Kim ngọt lấy hai đi thường, một đi đại chưa? Không biết nó gì chốt. Bữa nay đi đại mới về chưa chốt đâu, với nợ mai nói mà xà chua đó. Xà chua hả? Ừ. Xà chua hổng mình lý gì ta? Nó đang đặt thêm một ri đại tuyết mưa với một ri le, một ri thường. Một ri thường với một ri đại, cứ quên. Nhỏ. Ê giờ không biết bán gì cho mấy bà luôn á. Thật sự là giờ không biết bán gì à. Ôi ngủ đi. Ngủ mai ra tiếp chứ mấy bà. 10 rưỡi rồi. Nghỉ được chưa? Nghỉ được chưa? Chứ giờ đâu còn bà nào đâu, phải sỉ lên like mới được. Chứ còn không có sỉ lên là được ấy chết luôn. My mua gì nữa không My? My còn trong đây không My? My ơi cưng còn trong đây không? Mấy bà lên trễ quá em buồn ngủ. À, mai xả bơm. Hai Bilama Hương Quỳnh. Màu xanh với màu đỏ nha Lê Hồng. Kim ngọt ra. U mì le hai thường một đại cho bà ngọt nè. Cưng lấy màu 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 đẹp, màu màu xanh với màu đỏ được không? Đỏ đô được không Lê Hồng ơi?
Cái đó Hưng Quỳnh chị nghĩ là Hưng lấy rồi sợ trùng. Rồi ok. Nhân ơi, Nhân 95105. Nhân à, tối nãy đi đâu đi hoài luôn á. Đầm xanh thế này cha nổ ra cái đầm hoa xanh luôn đó nè. Ý là nãy mình chưa tách á. Bộ chị bận hết trơn rồi. Bộ chị bận hết rồi. Hưng Quỳnh là loại nào? Hưng Quỳnh là lấy 105 mà nào lấy Hưng Quỳnh em lên like luôn cho. Cái Hưng Quỳnh lấy ok cả ok. Màu đỏ với màu xanh. Không giờ kiểu khuya vài 10 rưỡi rồi. Giờ phải kiếm sỉ vô chút rầm rầm chứ còn. Mà bộ xanh hàng 95 đẹp lắm nè. Bộ đỏ luôn. Úc dục cái bột nó ra đi xong rồi úc bột kem. Bộ này đúng không? Cái này là 95, 1.5 nhưng mà lô này đẹp cực kỳ. Khỏi chê. Bộ này nha. Hàng 95, 1.5 nhưng mà lô này đẹp lắm mấy bà ơi. Khỏi chê luôn á thiệt. Đẹp. 65kg vừa. Giờ mấy bà nghe Hưng Quỳnh mấy bà hốt là màu xanh. Lấy màu xanh cho màu đỏ đó. Giờ chỉ lấy màu đỏ thôi cho cưng nha. Màu xanh, màu đỏ, màu kem nhưng mà lô này đẹp lắm. 95, 1.5. Ai mua giờ cũng phải ghiền. Rồi màu kem. Ai lấy kem, chút kem chị nha. Đó. Ai lấy kem, đó, ba bộ. Xanh, đỏ, kem. Nó có màu hồng nữa. Nó có màu hồng nữa nha mấy bà, lấy hồng, chút hồng. Ai lấy hồng, chút hồng nữa chị. Rồi. Hai màu đó được không? Mà hai màu đó được không mấy ơi? Hai bộ được ok chị nha. Đỏ, hồng, xanh. Đỏ, xanh, kem. Ủa đâu ta, mấy bà đâu mất tiêu ta. Sơ mi von đi. Mai em lên chị khuya rồi. Sơ mi von dở nằm tà lẹp mẹ. Nằm trong kho ở trong nhà chứ không có nằm ở đây nè. Lấy đại ừ. Màu xanh với màu đỏ. 105. Rồi vậy nha mấy chị. Bye bye mấy chị đẹp nha. Mai rảnh á, mai chưa rảnh em lên. Nhưng mà lô này đẹp lắm bà ơi. Lô này đẹp cực kỳ. Bye bye mấy chị đẹp.